Vương Phi đa tài đa nghệ, hạ thương mai. chương 781, bắt dạ Vương. Người tháo chạy, toàn bộ chạy về phía Hàn Sơn. Hoàng thượng dưới cơn giận ngập trời, liên tiếp hạ ba đạo thánh chỉ, đạo thứ nhất, bao vây an thân vương phủ, thấy an thân vương và liên thúy ngữ, làm an thân vương bị thương, giết liên thúy ngữ. Đạo thứ hai, phái binh lên Hàn Sơn, bắt hạ lâm trở về. Đạo thứ ba, sốc toàn lực, chóc nã mộ dung khanh, khi cấm quân kéo thi thể của bao công công ra bên ngoài hy vi cung, hoàng thượng không thèm nhìn dù chỉ một lần, ngữ khí lạnh lẽo hạ chỉ thị, lôi ra ngoài, cho chó ăn. Vạn húc vào điện bẩm báo, hoàng thượng, thần đã tra rõ, giả vương tối nay tuy không vào cung, nhưng người vào cung tối nay lại là người của tà hàn lâu, chủ nhân của tà hàn lâu, chính là giả vương. Tay của hoàng thượng, siết chặt tay vịn, nghiến răng nghiến lợi nói, truyền ý chỉ của chấm, lệnh tiêu hầu chỉnh đốn binh mã, công đánh tà hàn lâu, chấm muốn tà hàn lâu không còn một ai. Gió, vạn húc chắp tay, tự động cầu xin, hoàng thượng, không bằng để thần xuất chiến, thần quen thuộc với tà hàn lâu, hơn nữa biết tổng bộ của tà hàn lâu ở đâu, còn nữa, dạ vương còn có một tố nguyệt lâu. Chuyên môn tìm kiếm tin tức các nơi, thần xin ý chỉ cùng hủy hoại tố nguyệt lâu. Người xin xuất chiến sao? Hoàng thượng nhíu mày, nghĩ nhà tiêu hầu luôn qua lại thân thiết với mộ dung khanh, ngay cả nô tài đi theo bên cạnh ông ta nhiều năm đều bán đứng ông ta, quả thật không thể phái tiêu hầu xuất chiến. Thần nhất định sẽ dốc toàn lực, hoàn thành thánh mệnh. Vạn húc kiên quyết nói. Hoàng đế hơi trầm tư, người đến phủ thái úy trước, bắt giữ dạ vương, sau đó chỉnh đốn binh mã xuất phát. Hoàng thượng, bên phía nam hoài vương, vạn húc do dự dây lát, tối nay còn có một nhóm người, là người của nam hoài vương, hoàng thượng có muốn. Hoàng thượng đưa tay đè xuống, hắn không đủ tạo thành mối họa tạm thời giữ hắn lại vâng vạn húc nhận lệnh đi làm audio điện tử võ tấn bền phủ thái úy dạ vương tối nay không có đi theo mộ dung khanh vào cung nhưng hắn phụ trách tiếp ứng nhưng khi lượng lớn người của tà hàn lâu tháo chạy lại không có nhìn thấy mộ dung khanh hắn suy đoán trong lòng thất ca chắc là rơi vào trong tay của hoàng thượng người của tà hàn lâu tháo chạy rồi tự nhiên không thể quay lại tìm chết được, hắn trước tiên chỉ huy người của Tà Hàn lâu lập tức rời khỏi kinh thành, trốn ở Hàn Sơn, bởi vì hoàng thượng nhất định sẽ lệnh người bám đuổi, duy chỉ có Hàn Sơn là nơi an toàn nhất. Vì cổng thành buổi tối đóng chặt, cho nên hắn bắt buộc phải đích thân dẫn người ra khỏi thành. Sau khi đưa người đi, trở về phủ Thái úy, người của Tố Nguyệt lâu lũ lượt tới báo, nói không có thấy Mộ Dung Khanh. Giả dạ Vương lo lắng không thôi, rút bản đồ địa hình ra, trước đó nói từng với thất ca, tháo chạy bắt buộc phải đi đường phía nam, hắn tuy cũng đã mệnh người canh ở nơi đó, cho tới khi truy binh đuổi tới. Thông thiên các, hy vi cung, minh nguyệt cung, thường ninh cung, thốn hoa cung, nếu muốn tháo chạy, bắt buộc phải đi qua mấy cung điện này. Tiêu kiêu chỉ vào bản đồ địa hình, những nơi này, nghe người trở về bẩm báo, nói vương gia đã bị thương rồi, liệu có khi nào trốn ở trong mấy điện đằng sau này không? Tiêu kiêu, tiêu thác, tô thanh đều không có đi, Chuyện này mộ dung khanh cũng không cho phép bọn họ đi theo, vì thế, bọn họ chỉ có thể ở trong phủ thái úy đợi tin tức. Giả vương nói, nếu là ở lại trong cung, vậy thì trong cung chúng ta ngoài mai quý phi ra, gần như không có người tiếp ứng, huynh ấy lại bị thương, rất nguy hiểm. Mấy cung điện này đều tương đối khuất, thốn hoa cung là lãnh cung, hoàng thượng nếu cảm thấy ngài ấy xuất cung rồi, có lẽ chưa chắc sẽ lục soát trong cung, đây ngược lại là chuyện tốt. Tô Thanh nói. Giả Vương gật đầu, Tô Thanh nói có đạo lý, nhưng Thất Ca bị thương, hơn nữa là người rời đi cuối cùng, có khoảng cách nhất định với binh lính, cho nên hoàng thượng sẽ đoán huynh ấy có phải chưa thoát ra ngoài hay không. Tiêu Kiêu nhìn Giả Vương, hoàng thượng nhất định sẽ triệu kiến người vào cung, đến lúc đó, người sẽ bị bại lộ. Giả Vương cười khổ, triệu kiến, nghĩ quá đơn giản rồi, huynh ấy sẽ lệnh người tới bắt bản vương. Hoàng thượng biết người là chủ nhân của Tà Hàn lâu sao? Tiêu Kiêu sững ra, Vạn Húc biết, Vạn Húc cái tên gian thần tiểu nhân này, từng ăn thiệt thòi ở trong tay tà Hàn Lâu, hơn nữa ngày trước cũng là người Nghi Quý Phi dùng, Nghi Quý Phi biết tà Hàn Lâu là của bản vương. Nghi Quý Phi làm sao mà biết? Nụ cười khổ trên mặt giả vương càng sâu, bản vương chính miệng nói cho nàng ta. Người, tiêu thác rất tức tối mắng một câu, đầu của người có vấn đề sao? Giả vương cũng cảm thấy đây là sai lầm lớn nhất mà hắn đã mắc trong kiếp này giống như câu nói đó gì đó mà Hồ Hạnh Nhi nói nhỉ. Não tàn. Đúng, hắn não tàn rồi. Giải tán đi, rất nhanh cấm quân liền tới. Dạ vương đuổi mọi người rời đi. Ít nhất, giai đoạn hiện nay, huynh đệ tiêu kiêu, tô thanh, vẫn là không dính dáng tới. Dạ vương sau khi thấy mọi người rời đi thì dặn dò người bên cạnh, nếu hắn bị bắt đi, cái gì cũng không cần làm. Trước khi cấm quân tới, dạ vương thậm chí còn tắm rửa sửa soạn một phen, Nhìn gương mặt tà khí lại vừa rất đẹp trai trong gương, hắn rất hài lòng. Những năm nay, luôn muốn không quan tâm, nhưng sự việc không ngừng xảy ra đã nhắc nhở hắn, hắn là người của mộ Dung Khanh, muốn không đếm xỉa tới sao? Tiếp sau đầu thai lại, có điều, hắn cũng rất có lòng tin, hoàng thượng sẽ không giết hắn. Mặc kệ mục đích của hắn là gì, nhưng theo tất cả mọi người thấy, Dạ Vương hắn chỉ là một vương gia nhàn hạ, từng làm thái úy, vô công dối việc cũng không có đắc tội với bất kỳ ai. Một người vô công dỗi việc, là người an toàn nhất. Vạn húc trước lúc trời sáng, quả nhiên dẫn người tới. Vạn húc người mặc áo giáp trông rất huy phong lẫm liệt, bao quanh giả vương một vòng, cười kỳ quái một tiếng, vương ra, thật sự xin lỗi, bản quan cũng chỉ là phụng lệnh làm việc, vẫn mong vương ra đi theo bản quan một chuyến. Giả vương cười cao ngạo, bản quan, vạn đại nhân thật sự đã quên ngày trước ở trước mặt quý phi nương nương, đã cẩn thận thận trọng cỡ nào rồi sao? Sắc mặt của vạn húc thay đổi, người nói linh tinh cái gì? Dạ vương đi tới gần, cười xấu xa đè thấp giọng nói, yo đây là bí mật không thể nói sao, có điều, vạn đại nhân cũng không cần cẩn thận như vậy, ai không biết, đại nhân là kẻ bám váy của quý phi nương nương chứ. Thủ đoạn của nghi quý phi, không phải chỉ là hai ba kiểu đó sao? Hoặc, túm điểm yếu của người ta, hoặc, dùng ngân lượng mua, cái dùng nhiều nhất chính là mỹ nhân kế. Có điều cũng đều là xem bệnh bốc thuốc, dạy theo năng khiếu. Vạn Húc nghe hắn nói như vậy, đáy mắt nổi lên sát ý, chuyện này hắn ta luôn cho rằng không ai biết cả, nhưng hắn vậy mà lại biết, hơn nữa, nếu nhiều người đều biết, nhất định sẽ chuyển tới chỗ hoàng thượng. Giả Vương thấy sắc mặt của hắn ta biến đổi, cười ha hả vài tiếng, yên tâm đi, Vạn đại nhân, có vài chuyện, người biết, bản Vương biết, lại không có ai khác biết người cũng yên tâm, ở trước mặt hoàng thượng, bản vương một chữ cũng sẽ không nói. Vạn húc nghiến chặt răng, mảnh đầu liếc nhìn lương thụ lâm, lời này, lương thụ lâm chắc chắn sẽ bẩm báo hoàng thượng, giả vương là cố ý. Nghĩ không dễ gì mới thượng vị được, lại khả năng vì điều này bị hoàng thượng nghi ngờ, trong lòng hắn ta sinh hật, liền một quyền đánh vào bụng của giả vương, tức giận nói, người đừng mơ hãm hại bản quan, dù người ở trước mặt hoàng thượng vu cáo bản quan, bản quan cũng không sợ, Đáy mắt của Giả Vương dần dần châm lên ngọn lửa, nghiến răng nói một câu ân oán cá nhân. Chương 782, Thái Hoàng Thái Hậu trở về rồi. Vạn Húc được người đỡ đi ra. Hắn ta bị Giả Vương đánh một trận, ai cũng không có giúp, bởi vì hoàng thượng chỉ hạ chỉ bắt giữ Giả Vương, chứ không có nói có thể làm bị thương hắn. Hơn nữa rõ ràng, người ta không có bắt bớ, động thủ với Vạn đại nhân cũng chỉ là ân oán cá nhân, người ta có nói trước. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất là trên nóc nhà của phủ đệ người ta có một dãy cung thủ. Ai cũng biết đạo lý chó cùng rứt dậu, nếu như ép giả vương tới bước đường cùng, bọn họ rất khó bắt trở về được, dưới cơn thịnh nộ của hoàng thượng, chỉ sợ ai cũng không được yên. Đương nhiên, điều quan trọng nhất nhất là vạn húc này là phó thống lĩnh cấm quân bỗng được đề bạt lên, cái chức vị tự dưng rơi xuống này, bình thường đều khó lòng phục chúng, cấm quân lại đều là người có tính khí cao ngạo, vốn không phục hắn ta thấy hắn ta hung hăng ngang ngược như vậy, mọi người đều lựa khoanh tay đứng nhìn. Dạ vương sau đó bị dẫn đi. Nói tới an thân vương mang liên thúy ngữ trốn đi, vốn là chạy về phía Hàn Sơn, nhưng khi ông ta ở thông thiên các đi ra, đã có người đuổi theo, ông ta chỉ đành phải thay đổi phương hướng, mang liên thúy ngữ trốn đông trốn tây. Do có người truy đuổi, lại không có người tiếp ứng, vì thế, hắn vừa ra khỏi thành thì bị đuổi kịp. Liên Thúy Ngữ cũng tỉnh lại rồi, sắc trời đen si truy binh tay cầm đuốc, soi vào nơi hoang vắng ngoài thành, sáng như ban ngày. An thân vương, khuyên người vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng đi. Người đuổi theo an thân vương, là cấm quân bảo vệ hoàng thượng ở thông thiên các, phó công rất cao. Người cấm đầu đó, là trưởng tôn của tôn đại nhân long võ tướng quân tôn hạ. Liên thúy ngữ nhận ra tôn hạ, hắn ta từng mấy lần ra vào hy vi cung. Bà ta nghi hoặc nhìn tình hình trước mắt, lại nhìn an thân vương, sau đó vô thức dựa vào an thân vương đây là chuyện gì tôn hạ nói huyện chúa người bị an thân vương bắt đi hoàng thượng lệnh thần cứu người trở về liên thúy ngữ sững sờ lập tức lùi lại một bước nhìn an thân vương tức giận nói ông tại sao muốn bắt cóc ta an thân vương kéo tay của bà ta trường kiếm giơ lên trầm giọng nói với tôn hạ bớt phí lời đến đi tôn hạ cười lạnh một tiếng nếu đã như thế thì đừng trách mặt tướng ra tay không lưu tình mười mấy người, xông tới. Nhưng lại không phải là chém An Thân Vương, mà chém Liên Thúy Ngữ. Hoàng thượng có chỉ, An Thân Vương không thể giết, Liên Thúy Ngữ phải chết. An Thân Vương ôm Liên Thúy Ngữ, nhảy vọt lên, kiếm phong tung ra, chính là kiếm khí lăng lệ quẹt qua, ép tôn hạ lùi lại hai bước. Liên Thúy Ngữ thấy những người đó chém bà ta, không khỏi sửng sốt, Hoàng thượng không phải là kêu các ngươi đến cứu ta sao? Các ngươi muốn giết ta? tôn hạ lạnh lùng nói huyện chúa người qua đây qua đây liền không có ai có thể làm bị thương người an thân vương nói đừng qua bọn họ lừa nàng liên thúy ngữ nhìn gương mặt của ông ta lại tự dưng tin ông ta an thân vương lấy ra một con dao đưa cho liên thúy ngữ nàng cầm lấy phòng thân liên thúy ngữ tay cầm chặt cơ thể có hơi run nhẹ tôn hạ cười lạnh một tiếng nếu huyện chúa ngay cả hoàng thượng cũng không tin vậy thì đi chết với an thân vương đi. Nói xong, tay nhấc lên, lại là một lượt tiến công mới. An thân vương một tay cầm kiếm, một tay kéo liên thúy ngữ, chỉ phòng thủ không tấn công, tuy cách đánh gian nan, lại cũng có thể tạm thời kiên trì được. Ngược lại là liên thúy ngữ, trước đó bị bỏ thuốc, cơ thể mềm nhũn, không theo kịp bước chân của an thân vương, mấy lần đều suýt nữa ngã ra đất, an thân vương không thể không đỡ bà ta, chỉ là như thế, liền khiến đối thủ có cơ hội rồi. Hơn nữa, rõ ràng Tôn Hạ phát hiện An Thân Vương thả chết cũng phải bảo vệ Liên Thúy Ngữ, cho nên, hắn ta thay đổi cách đánh, chia ba người công kích Liên Thúy Ngữ. Quả nhiên, An Thân Vương phòng hộ hai bên, đã lộ ra sơ hở, không quá hơn 10 chiêu, cánh tay đã bị thương. Hơn 10 chiêu nữa qua đi, ngược phải cũng trúng một kiếm, dòng máu ấm nóng bắn ra, bắn lên mặt của Liên Thúy Ngữ. Liên Thúy Ngữ cả người giống như đưa ra, chân không nhúc nhích, chỉ sướng sở nhìn vết thương của An Thân Vương trong đầu bỗng chốc liền đau đớn kịch liệt rất nhiều chuyện trào lên trong đầu tôn hạ thấy bà ta như này đột nhiên nghĩ tới lời dặn dò của hoàng thượng nghiêm giọng nói huyện chúa hoàng thượng có lệnh giết an thân vương bà ta đã trúng cổ dễ nghe chỉ sẽ nghe lời của hoàng thượng liên thúy ngữ cầm con dao trong tay lên nhìn an thân vương đáy mắt bỗng nhiều hơn một tia kiên quyết an thân vương sướng ra lại không có đẩy bà ta ra Ông ta đã nhìn ra, Tôn Hạ là muốn mạng của bà ta rồi. Con dao của Liên Thúy Ngữ bỗng đổi phương hướng, đâm sâu vào lồng ngực của mình, bà ta khó nhọc nói, ta chết rồi thì ông có thể trốn thoát, ta không làm gánh nặng của ông. "Không!" An Thân Vương phát ra tiếng thét kinh thiên, ôm lấy cơ thể nhanh chóng ngã ra của Liên Thúy Ngữ. Tôn Hạ thấy cơ hội tới rồi, một kiếm đâm ra, đâm thẳng vào tim của An Thân Vương. Chỉ nghe một tiếng keng, là âm thanh thân kiếm gãy. Tôn Hạ sướng sờ nhìn kiếm của mình gãy làm hai đoạn, mà cái đánh gãy kiếm của hắn ta, vậy mà là. Hắn ta không thể tin, thật sự không thể tin. Đó là một đóa hoa mai khô. Một bóng người, từ 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 trên trời đáp xuống. Vừa rồi ngọn đuốc cấm quân nước dưới đất còn phát ra ánh sáng, người tới này khí thức tiêu sái, gió không biết nổi lên từ khi nào, thổi bay chiếc áo choàng màu xanh của bà ta. Trong tay bà ta cầm một đóa hoa mai, mi tâm dường như có hơi phát sáng, nếu nhìn kỹ một chút là một phù hiệu giống như hình chữ thập nhưng rất nhanh thì không thấy đâu nữa an thân vương đau đớn tuyệt vọng gọi một tiếng lão tổ tông tôn hạ vội quỳ xuống cấm quân cũng quỳ xuống theo thần tham kiến thái hoàng thái hậu lại một người ngự không đáp xuống là một bà lão mặc áo choàng màu cho bà ta đáp xuống liền cười lạnh một tiếng tên này giỏi muốn giết người rồi ánh mắt của long triển nhân nhàn nhạt quét qua mặt của tôn hạ trở về nói với hoàng đế nói lão thân trở về rồi tôn hạ ngẩng đầu liếc nhìn chỉ cảm thấy đôi mắt đó của thái hoàng thái hậu như giếng cổ sâu mà lạnh lẽo dọa cho hắn ta vội vàng cúi đầu vâng dẫn đi long triển nhan liếc nhìn an thân vương dặn a xà cô cô tự mình xoay người đi an thân vương thở phào một hơi ôm lấy liên thúy ngữ từng bước từng bước đi theo a xà cô cô lão tổ tông cầu xin người cứu nàng ấy. An thân vương bị thương đuổi theo Long Triển Nhan, cầu xin. Long Triển Nhan ngữ khí nhàn nhạt nói, không chết được, về vương phủ rồi nói tiếp. Về đến vương phủ, là về lễ thân vương phủ, bởi vì, nhiếp chính vương phủ và an thân vương phủ đã bị bao vây. Lễ thân vương vậy mà cái gì cũng không biết, đầu óc mờ mịt. Ông ta dụi đôi mắt còn ngáy ngủ, sau đó trợn to mắt, đã xảy ra chuyện gì? Lão Tổ Tông trở về rồi, nhị ca huynh bị thương rồi huyện chúa sắp chết rồi khả năng bị triệt đầu triệt đuôi nhốt ở đây có thể thấy vị lễ thân vương này cũng thật sự không hỏi chuyện đời rồi long triển nhan liếc nhìn ông ta biết nàng ta sắp chết rồi còn không mau chóng chuẩn bị phòng thật sự muốn nàng ta chết hay sao lễ thân vương bỗng quay đầu lập tức căn dặn sau đó lại lệnh người gọi vương phi a man tới vừa hay hôm nay là ngày vào cung thỉnh an hoàng thái hậu Aman đã dậy từ sớm rồi, đang sửa soạn, trải tóc, bà ta hôm nay đều đã muộn rồi, cho nên cũng không vội, chỉ là tới lộ mặt là được. Nhiều nhất bị mắng vài câu, mắng một chút tóm lại tốt hơn không thể ngủ nướng. chương 783, Thái hậu lừa ngân lượng. Aman ở trong phòng nghe có người tới bẩm báo nói là Thái Hoàng Thái hậu tới rồi, bỗng nhảy dựng lên, được, cuối cùng cũng có người có thể đè được cái vị trong cung rồi. Bà ta chạy ra ngoài, Thị nữ ở đằng sau gọi đuổi theo, Vương Phi, lông mày này còn chưa vẽ xong. À đâu có quan tâm chuyện lông mày gì đó chưa vẽ xong chứ. Một cuộc tức này nghẹn ở trong lòng thời gian đã rất lâu rồi, không dễ gì thấy Thái Hoàng Thái Hậu trở về, còn không nắm bắt thời cơ đi cáo trạng sao. Chỉ là cáo trạng này còn chưa bắt đầu nói ra thì bị thương thế của Liên Thúy ngữ dọa cho rồi. Trời ạ, à, chuyện gì đây? Đã xảy ra chuyện gì rồi? long triển nhan là người biết y thuật, đuổi hết người ra ngoài bà ta tự mình ở trong phòng, bất quá chỉ trong thời gian một nén nhang, bà ta liền đi ra rồi, nói với mọi người, nàng ta không chết được. Lễ thân vương ừm một tiếng, nghiêm chỉnh quỳ xuống dập đầu hành lễ, cũng kéo A-man xuống dập đầu. Ông ta là người xem trọng lễ nghĩa, vì thế, tuy trường hợp không đúng, nhưng, lâu rồi không có dập đầu với lão tổ tông, cái này phải bù vào. A-man sau khi dập đầu thì quấn lấy lão tổ tông, đem chuyện trong cung nhiều thêm một vị hoàng hậu và một vị hoàng thái hậu nói cho bà ta. Mà bên này, lễ thân vương nghe ngóng chuyện đã xảy ra với an thân vương, nghe được cuộc chiến đấu kịch liệt trong cung tối qua, ông ta trợn mắt há hốc mồm, loạn rồi, loạn rồi, đây là huynh đệ tương tàn, không được, bản vương phải vào cung nói đạo lý với hoàng thượng. A à, cô cô kéo cánh tay của ông ta, nói đạo lý gì chứ? Đạo lý này nói không thông được. Trong thiên hạ, có chuyện gì là đạo lý nói không thông chứ? Lễ thân vương không phục nói. Hoàng thượng không biết chữ sao? Lễ thân vương xứng ra dây lát, đương nhiên biết chữ. Biết chữ thì nên biết trung hiếu nhân nghĩa, hắn biết không? Lễ thân vương nói, cho nên mới phải nói cho huynh ấy hiểu. A à, cô cô lười để ý với tên mọt sách này, nhìn Long Triển Nhan, hỏi, người định làm như nào? Mắt của Long Triển Nhan lóe lên, dường như có hơi tức giận, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy đâu hồi lâu bà ta nói hồi cung trong hy vi cung tôn hạ trở về bẩm báo nói thái hoàng thái hậu đã cứu đi an thân vương và liên thúy ngữ môi của hoàng đế run rẩy đôi mắt vốn giận dữ dần dần bình tĩnh lại bà ấy trở về rồi sao bẩm hoàng thượng thần tận mắt nhìn thấy tôn hạ nghĩ tới đôi mắt đó của thái hoàng thái hậu trong lòng vẫn rét lạnh từng cơn trong lòng hoàng đế không biết là vui mừng hay sợ hãi khẽ run rẩy dùng mình ông ta có đường sống rồi nhưng cuối cùng cũng khiến bà ấy thất vọng rồi đời này của ông ta luôn cố gắng không để bà ấy thất vọng nhưng vì để sống tiếp ông ta vẫn khiến bà ấy thất vọng rồi liên thúy ngữ đã chết chưa hoàng đế bỗng hỏi tôn hạ nói bà ta vì bảo vệ thân vương dùng dao đâm vào tim còn chết hay chưa thần không dám nói nàng ấy chắc sắp chết hoàng đế lẩm bẩm nói nam tử trên đời đều không xứng với nàng ấy, nàng ấy nên chết. Có vài thứ, ông ta không có được, liền thà khiến ai cũng không có được, duy chỉ khi bà ta chết, bà ta mới hoàn mỹ. Thần vô dụng, tôn hạ thỉnh tội. Bỏ đi, bỏ đi. Hoàng đế từ từ ngồi dậy, đỡ chấm dậy, tắm rửa, thay quần áo, chấm muốn gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Bên phía riêng tập cung, vì hôm nay A-man không có vào cung thỉnh an, Hoàng Thái Hậu mượn cớ nổi giận, bà ta càng lúc càng bất mãn với sự bất kính của A-man đối với bà ta, nếu không mượn cớ phát tác, sau này chỉ sợ càng lúc càng hỗn xược. Trong cung hậu phi và mệnh phụ khác cũng thầm kêu khổ, tinh khí của Hoàng Thái Hậu này thật sự là khó nắm bắt, cho dù là tôn Thái Hậu trước kia còn ở đây, cũng còn lâu mới bằng, hơn nữa không nói mệnh phụ không cần vào cung lúc trạng vạng sáng, ngay cả phi tần trong cung, cũng có thể xin phép nghỉ, nhưng vị Hoàng Thái Hậu này, trừ phi là bệnh không dậy nổi, mới có thể xin nghỉ miễn thỉnh an. Được rồi, bà ta sau khi nổi giận thì trưng ra vẻ nghiêm túc, những chuyện không vui đó, không nói nữa. Trước đó hoàng hậu từng nhắc, thất hoàng tử tóm lại phải tìm một mẫu phi, ai ra cũng nghĩ rồi, giao phó cho một người trong số các ngươi, ai ra đều không yên tâm, đứa trẻ này thiên chất thông minh, nếu dạy dỗ không tốt, liền chôn vùi thiên tư của đứa trẻ này, vì thế, ai ra quyết định, đón nó tới diên tập cung. Hồ Hoan Linh rất thất vọng, vốn dĩ nàng ta còn muốn đón về nuôi nấng, dù sao nàng ta hiện nay còn chưa mang thai, hiện nay hậu phi có mặt mũi hay không, đều gần như có con trai có con gái, chỉ hoàng hậu như nàng ta chưa có mang thai, tóm lại chịu thiệt hơn người ta. Hơn nữa, thân thể của hoàng thượng càng lúc càng kém, chỉ sợ nàng ta kiếp này đều không có hy vọng rồi, vì thế, trước đó nàng ta đã đưa một khoản ngân lượng cho hoàng thái hậu, mong bà ta có thể thương tiếc cho mình, đưa thất hoàng tử đến cung của nàng ta. Ngoài thất vọng ra, nàng ta còn rất tức giận ngân lượng bà ta đã dứt khoát nhận rồi, việc lại không làm được. Người này, quá tham lam rồi. Ngoài hoàng hậu không hài lòng ra, những người khác đều không có gì dị nghị, thất hoàng tử đó rất cổ quái, ai cũng không muốn chọc giận hắn. Vì thế, sau khi thỉnh an, tất cả mọi người đều đi rồi, hoàng hậu hồ hoan linh lại ở lại. Người còn có chuyện gì sao? Hoàng thái hậu thấy nàng ta không đi, liền nhíu mày nói. Hoàng hậu bước tới, khẽ giọng nói thái hậu, người không phải là nói, thất hoàng tử đưa tới cung của thần thiếp nuôi nấng sao. Hoàng Thái Hậu ngước mắt liếc nhìn nàng ta, ai ra không có nói nhất định sẽ đưa tới cung của ngươi, chỉ nói sẽ suy nghĩ, sau khi suy nghĩ cảm thấy ngươi không thích hợp nuôi nấng nó, cho nên mới đưa ra quyết định này, sao hả? Ngươi không vừa ý sao? Hồ Hoan Linh không phục hỏi, Thái Hậu tại sao cảm thấy thần thiếp không thích hợp nuôi nấng nó? Hoàng Thái Hậu không vui nói, ngươi chưa từng có con, không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, hơn nữa thất hoàng tử năm nay đã 8 tuổi rồi, cách người cũng chỉ 8 đến 10 tuổi, làm sao làm một người mẹ. Cái này, Hồ Hoan Linh vốn muốn nói bà không phải cũng chưa từng nuôi nấng trẻ con sao. Nhưng lời này lại không dám nói ra, chỉ là ít nhiều có không cam lòng, dù sao ngân lượng bà ta đã nhận rồi, vẫn mong Thái Hậu suy nghĩ lại, nếu cảm thấy ngân lượng ít, thần thiếp sẽ nghĩ cách. Hoàng Thái Hậu xứng người, sau đó hơi giận nói, người có ý gì? Ngươi cảm thấy ai ra tham chút ngân lượng đó của ngươi sao? Không, không đúng, những ngân lượng đó của ngươi, không phải là nói ngân lượng hiếu thảo hay sao? Sao hả, chẳng lẽ là có dụng ý khác sao? Nếu là như thế, ai ra không có thể lấy. Hồ Hoan Linh hận đến ê răng, ngân lượng hiếu thảo đâu cần hai vạn lượng chứ? Nàng ta đã không có bao nhiêu ngân lượng rồi, nếu bà ta không đưa thất hoàng tử cho mình nuôi nấng, vậy số ngân lượng này phải lấy lại, Bèn nói thần thiếp sai rồi vậy số ngân lượng này. Lần này bỏ qua, sau này đừng đưa tới nữa. Hoàng Thái Hậu nói rồi, liền đi vào điện trong, để nàng ta ở đây. Hồ Hoan Linh đầu óc ong lên một tiếng, tức tới phát run, sao lại có loại người mặt dày vô sỉ như này chứ? Lần này bỏ đi, đương nhiên thôi rồi, nàng ta sau này cũng không có bao nhiêu ngân lượng có thể hiếu thảo, tin tức Hồ ra tạm thời không chia tiền lời, người trong kinh ai cũng biết rồi, Bà ta chắc chắn cũng biết, đây là chơi chiêu lừa nàng ta một khoản ngân lượng. Nàng ta nghĩ tới lúc đầu nói tới vấn đề nuôi nấng của thất hoàng tử, hoàng thái hậu đã nhắc nhở nàng ta, nói nàng ta không có con cái, nên vì mình mà tính toán, vì thế, nàng ta mới đưa ngân lượng tới, không ngờ thì ra bà ta chưa từng nghĩ sẽ đem thất hoàng tử cho nàng ta nuôi nấng, chẳng qua chỉ muốn lừa của nàng ta một khoản ngân lượng mà thôi. Chương 784, bắt đầu từ hoàng thái hậu Thái hoàng Thái hậu về tới kinh thì ở Hi Vi Cung. Bà ta có cung điện của mình. Những năm nay luôn để cho bà ta quét dọn mỗi ngày giữ y nguyên như lúc bà ta rời đi. Bà ta sống ở đông các của Hi Vi Cung, hoàng đế sống ở tây các. Sau khi về tới cung, bà ta không hạ chỉ gặp bất cứ ai. Hoàng đế tới hai lần, bà ta đều không gặp, chỉ nói còn chưa nghỉ ngơi tốt, bảo hoàng đế về nghỉ ngơi trước. Hoàng đế luôn mong ngóng bà ta trở về. Hiện nay bà ta trở về rồi sống ở Hi Vi Cung, lại không muốn gặp ông ta. Hoàng đế U Dũ nói với Lộ Công Công, lão Tổ Tông nhất định rất giận chấm, chấm ép bà ấy trở về, bà ấy lại không muốn gặp chấm. Lộ Công Công hôm đó đã bị thương ở bụng, thương thế tuy không tính rất nặng, nhưng ngự y cũng đã nói bắt buộc phải nằm trên giường nghỉ ngơi, nhưng bên cạnh Hoàng thượng không thể rời mấy lão nhân như ông ta, bao công công đã không còn, ông ta bắt buộc phải ở bên cạnh. Hoàng đế cũng lo cho ông ta, ở trong điện sắp xếp cho ông ta một cái giường, để ông ta nằm đó, ở cùng hoàng đế. Sức khỏe của hoàng đế đã rất tệ rồi, ông ta bắt đầu bỏ ngũ thạch tán vào đồ ăn, dùng nó để duy trì tinh thần. Viện phán tuy không kiến nghị, nhưng ông ta thật sự như này, cũng là hết cách rồi. Sau khi dùng ngũ thạch tán, cần phải đổ mồ hôi, nhưng đối với sự suy yếu của hoàng thượng, có thể hành động chính là cách đổ mồ hôi tốt nhất. Ông ta không cho phép bất cứ ai đi theo, bản thân đi ra ngoài, quỳ ở trước điện của Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng đế quỳ, người trong hy vi cung này có thể không quỳ sao? Chỉ là Hoàng đế dặn không được phép lại gần, bọn họ liền quỳ ở đằng xa, ngay cả lộ công công cũng ra ngoài quỳ. Đủ một canh giờ, Thái Hoàng Thái Hậu đều không cho người đi ra. Hoàng đế đã dùng ngũ thạch tán, miễn cứng có thể chống đỡ, nhưng lộ công công lại không cầm cự được, hôn mê, cung nhân khẩn trương khiêng ông ta trở về nghỉ ngơi mà phi tần các cung, biết được tin Thái Hoàng Thái Hậu hồi cung, cũng đều lũ lượt tới bái kiến, thấy Hoàng thượng quỳ rồi, tuy không biết sự tình, cũng chỉ đành quỳ theo. Mai Phi một đường quỳ tới, quỳ ở bên cạnh Hoàng đế, dùng nửa người đỡ ông ta, lo lắng nói, Hoàng thượng, người ổn chứ. Hoàng thượng rất cảm động đối với cách làm chu đáo lại không tổn thương lòng tự trọng của Mai Phi, ông ta quả thật có chút không chống đỡ được rồi. Cái áp sát lại này của Mai Phi, cơ thể lung lay của ông ta liền có chỗ chống một chút chấm không sao. Thần thiếp quỳ cùng người, Mai Phi khẽ giọng nói. Hoàng đế tuy hạ chỉ sắc phong nàng ta làm quý phi, nhưng vẫn chưa cử hành lễ sắc phong, vì thế, mọi người đều vẫn gọi nàng ta là Mai Phi nương nương. Hoàng đế không có lên tiếng, chính là ngầm cho phép rồi. Trong riêng tập cung, Hoàng Thái Hậu cũng biết tin Thái Hoàng Thái Hậu trở về rồi. Bà ta nhíu mày nói với Như Dung ở bên cạnh, bà ta trở về, hậu cung này sợ là không Thái Bình rồi. Như Dung nói, Thái hậu nương nương xin hãy yên tâm, Thái hoàng Thái hậu này cũng là một người nói đạo lý. Hơn nữa, người hiện nay đã là hoàng Thái hậu, bà ta tóm lại không thể giống như trước cử xử lạnh lùng với người được. Ai ra ngược lại không phải là lo lắng điều này, cái gọi là người đi trà lạnh, trước đây, quả thật bà ta tính là cột trống của Đại Chu, nhưng hiện nay đều đã trôi qua lâu như vậy, trở về cũng biến thiên rồi, hậu cung này hiện nay là ai ra làm chủ, ai ra vui thì cho bà ta cơm ăn, không vui cũng không cần để ý, Bà ta cũng chả làm gì được ai ra, lẽ nào bà ta cho rằng, sau khi bà ta trở về, người trong cung vẫn sẽ nghe theo bà ta chắc. Nếu đã như thế, người lo lắng cái gì? Như Dung hỏi, Hoàng Thái Hậu thở dài, con người này của bà ta là một người giỏi chiêu trò, ai ra chỉ lo lắng, bên phía Hoàng Thượng sẽ bị bà ta mê hoặc. Vậy càng không cần thiết phải lo, chiếc Hoàng Thái Hậu này của người là Hoàng Thượng chính tay nâng đỡ lên, tóm lại không thể giúp Thái Hoàng Thái Hậu tới đối đầu với người được. Hoàng Thái Hậu nghĩ cũng phải, chỉ là có một vấn đề, bà ta đến giờ vẫn không hiểu, chính là Hoàng đế tại sao muốn nâng đỡ bà ta lên làm Hoàng Thái Hậu. Vốn cho rằng Hoàng thượng có điều muốn cầu, nhưng đến nay, Hoàng thượng không có đưa ra yêu cầu gì đối với bà ta, hoặc muốn bà ta dùng thân phận của Hoàng Thái Hậu đi làm chuyện gì đó, ngoài việc làm khó hạ thương mai ra. Bỏ đi, có lẽ là thật sự muốn dùng bà ta đến khắc chế hậu phi, sợ bọn họ dục dịch thông đồng với họ hàng. Tuyết Trản cất bước đi bên ngoài đi vào, nói, Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu mời người qua. Nói ai ra mệt mỏi, đã nghỉ ngơi rồi, Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt, nhạt nói. Mặc kệ là trước kia hay bây giờ, bà ta chưa từng hiểu được ý đồ của lão Thái bà đó. Nhất là hiện nay thân phận khác rồi, bà ta là Hoàng Thái Hậu, bà ta nói mời, bà liền phải đi sao. Tuyết Trản sững ra, vậy, được, nô tỳ ra ngoài nói lại. Như Dung lại nói, trước tiên không cần, sau đó, khẽ giọng nói với Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, nô tỳ cảm thấy, người nên đi, dù sao bà ta bối phận cao hơn người, hơn nữa lại vừa hồi cung, người đi gặp một lần cũng là làm theo đạo hiếu, miễn cho sau này có người lôi chuyện này ra, trở về nói với Hoàng Thượng, người cũng không dễ làm người không phải sao. Bà ta sống ở đâu? Hoàng Thái Hậu nghĩ lại cũng có đạo lý, liền hỏi Tuyết Trản. Tuyết Trản nói, bẩm Thái Hậu, bà ta sống ở Hy Vi Cung, hơn nữa, bà ta hiện nay cũng không gặp hoàng thượng, hoàng thượng ở Đông Các đã quỳ hơn một canh giờ, bà ta đều không gặp, các vị nương nương cũng đều cùng đi quỳ rồi. Lại có chuyện như này sao? Hoàng Thái Hậu nổi giận, bà ta vừa về đã bày ra tư thái gì đây? Còn muốn hoàng thượng mang bệnh quỳ bà ta lâu như vậy, thật sự xem bản thân là lão tổ tông rồi sao? Bà ta đứng dậy, kiêu ngạo nói, đi, nếu bà ta đã mời, vậy ai ra đích thân đi một chuyến? Trong lòng tuyết tràn rất sợ hãi, bởi vì vừa rồi là lão bà đó truyền lời nguyên văn lời nói là bảo lão thái bà của diên tập cung đó qua thỉnh an bà lão đó khí thức rất lớn đôi mắt đó giống như rắn độc khiến người ta nhìn một cái mà lòng rét lạnh hoàng thái hậu đến hy vi cung quả nhiên liền thấy hoàng đế và chúng phi tần quỳ ở bên ngoài bà ta vô cùng giận dữ đi tới nói với hoàng đế sức khỏe của ngươi không tốt đừng quỳ nữa đứng lên hoàng đế đầu cũng không ngẩng chỉ hơi điều chỉnh tư thế quỳ, Thái hậu không cần lo lắng, chẫm không sao. Đứng lên đứng lên, Hoàng thái hậu lại đưa tay kéo ông ta, tức giận nói, bà ta thật sự xem mình là thứ gì? Dám để người mang bệnh quỳ lâu như vậy. Hoàng đế chán ghét ngước mắt lên, còn chưa lên tiếng, liền thấy A xà Coco -cô -cô đi ra, lạnh lùng quét mắt, sau nói với Hoàng thái hậu, đến rồi sao? Vào đi, Thái hoàng thái hậu muốn gặp ngươi. Hoàng đế bỗng ngẩng đầu nhìn A xà Coco, Coco lão tổ tông có nói gặp chấm không? Quỳ đi, khi muốn gặp tự nhiên sẽ gặp. À, A sa cô, cô khẩu khí lạnh lùng nói, ngươi lá gan thật lớn. Hoàng Thái hậu tức giận không thôi, đi tới chỉ vào mũi của à, A sa cô, cô đanh giọng quát, ngươi có thân phận gì? Dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy. Ánh mắt của à, A xà lạnh lẽo quét qua, ngươi có đi vào hay không? Không vào, cũng quỳ ở đây đi. Nói xong, vứt áo đi vào. Hoàng Thái hậu rất giận dữ sau đó đi vào, bà ta phải hỏi lão thái bà đó, dạy dỗ nô tài như nào. Khi Hoàng Thái Hậu vẫn là tập thái phi, không, hoặc là nói khi vẫn là lương viện của thái tử thì đã có kiểu tính khí này, nhiều năm chưa từng thay đổi. Thật ra, tính tình của bản thân có thể mãi không thay đổi, cũng là một loại hạnh phúc, chứng minh bà ta chưa từng chịu thiệt lớn liên quan tới sống chết. Vào cung nhiều năm, tuy mãi không được sủng ái, lại có thể huynh hoang mà sống, Tự nhiên là với tính cách của bà ta người thường không dám chọc giận, lại ỷ vào nhà mẹ có vài phần thế lực, một phe đảng phái cũng có thể tác oai tác quái. Thái hoàng thái hậu là người duy nhất không thèm nể nang bà ta, thật ra không tính nhiều lần, nhưng con người này của bà ta, một lần liền có thể nhớ cả đời. Vì thế, lần này bà ta liền nổi giận, muốn kiếm lại chút mặt mũi. Chương 785: Gặp hoàng đế. Hoàng thái hậu tức giận đùng đùng đi vào trong điện khi thấy đằng sau mảnh trúc có một bóng người đang ngồi đó, bà ta vén chiếc mảnh ra đi vào, cũng không hành lễ, chỉ tức giận hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu, ai ra không hiểu tại sao ngươi vừa hồi cung, liền hành hạ mọi người như vậy, lại để Hoàng đế thân mang bệnh quỳ ở bên ngoài không chịu gặp, Hoàng đế hiếu thảo với ngươi, là xuất phát từ sự nhân hiếu mà Huệ đế đã dạy, ngươi đừng có vênh mặt hất cằm, cầm lông gà xem là lệnh tiến. Một chiếu thư vứt ở trên đất, rơi ở dưới chân của Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu chỉ liếc nhìn, liền cả người đều bốc hỏa, phế ai ra sao? Người dựa vào đâu mà phế ai ra? Đây là chiếu thư phế Thái Hậu, vậy mà trải ra dưới chân của Hoàng Thái Hậu. Dựa vào, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi trên ghế Thái Sư đó thậm chí ngay cả mắt cũng không nhấc lên, nhàn nhạt nói ai ra vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu. Người nói một lý do, tại sao phế ai ra? Bà ta tức giận không thôi, từng nghe nói phế hậu, chứ chưa từng nghe nói phế Hoàng Thái Hậu truyền ra ngoài mặt mũi của đại chu biết ở đâu vì ngươi không có tư cách làm hoàng thái hậu thái hoàng thái hậu vẫn không có nhúc nhích thậm chí không thèm nhìn bà ta hoàng thái hậu cười lạnh ngươi cho rằng vị trí hoàng thái hậu này của ai ra là ngươi nói phế thì phế được sao hửng thái hoàng thái hậu lúc này hơi ngạc nhiên ngước mắt vậy ngươi nói ai ra không thể phế ngươi ai có thể phế ngươi hoàng thái hậu thấy thần sắc lãnh khốc của bà ta trong lòng ẩn ẩn cảm thấy lão thái bà này không phải là đơn giản như mình tưởng tượng. Bà ta cũng không phải là đang dọa bà, mà thật sự muốn phế bỏ Hoàng Thái Hậu này. Nhưng, không thể đủ, bà ta đã làm tốt chuẩn bị để chiến đấu với Thái Hoàng Thái Hậu, bà ta còn chưa rất đài, làm sao có thể phế bỏ bà ta chứ? Người không thể làm như vậy, người không thể phế bỏ ai ra, ai ra không làm gì sai cả. Bà ta mặt mày trắng bệch, nhất thời không biết phản biện như nào, chỉ cảm thấy sự tức giận và hoảng loạn trong lòng từ từ ăn sâu vào xương, bà ta không thể rớt được. Uy phong này của bà ta, đã bày ra rồi. Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nhìn bà ta, người vẫn sống ở riêng tập cung như cũ, vẫn làm tập thái phi của ngươi như cũ, sau này phi tần mệnh phụ không cần vào cung thỉnh an, về mặt chi tiêu, vẫn cho ngươi dựa theo chi tiêu của Hoàng Thái Hậu. Ngươi nói ra một lý do cho ta, nếu không, ta liền đập đầu chết ở đây. Hoàng Thái Hậu nổi giận nói bà ta không thiếu những chi phí đó những năm này bà ta ăn uống không cần lo nghĩ chắc chắn là một phần tốt nhất trong cung bà ta hoàn toàn không nhớ mình là tới hỏi tội bức chiếu thư phế thái hậu này đã đánh loạn phương hướng của bà ta a à xà đưa bà ta đi thái hoàng thái hậu cụp mắt lại trên mặt đã có vẻ phiền chán không muốn phí lời với bà ta a à xà cô cô dùng một ánh mắt liền thấy không biết từ đâu có hai nữ tử mặc quần áo màu xanh đi ra đi tới kéo bà ta ra ngoài Hoàng Thái hậu bị mỗi người lôi một tay, đến một câu cũng không nói ra được, thậm chí ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn, giống như cái hai người đó bóp là khí quản tử việt của bà ta. Người ngoài điện thấy Hoàng Thái hậu bị lôi ra cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy giật mình trong lòng. Ngay cả Hoàng Thái hậu kẻ khó chơi như vậy bị ném ra tới một lời cũng không dám phát. Thái Hoàng Thái hậu này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Ngược lại thần sắc của Hoàng đế hơi thay đổi, sau đó duy trì vẻ bình thường. Trong điện, A xà cô đưa trà cho Thái Hoàng Thái Hậu, phế bà ta hay không, cũng không cần vội, hà tất phải thế. Ý của A xà cô là không cần thiết phải nháo ra như này, nhọc lòng nhọc sức còn lãng phí hô hấp, thèm vào quan tâm bà ta đi chết. Đời này của bà ta, tuy kiêu ngạo thành thói, nhưng không có phạm sai lầm lớn gì, không cần lấy đi cái mạng đó. Thái Hoàng Thái Hậu nhàn nhạt, nhạt nói, bà ta muốn chết ai có thể cản chứ, A xà cô cô luôn lãnh tình, nếu không phải người mình chú ý, bà ta trước giờ không thèm quan tâm sống chết của người ta. Gương mặt của Thái Hoàng Thái Hậu liền nhiễm một tia không vui, ai ra muốn quản sao. Tốt xấu gì cũng là người gả vào mộ dung ra. Bên ngoài còn có một người của mộ dung ra đang quỷ đó, gặp hay không gặp. À, A sa cô, cô không để ý vẻ không vui của bà ta, chỉ lạnh lùng nói. Cái bà ta đời này căm ghét nhất chính là Hoàng Cung, tranh đấu suốt ngày, đâu có tự tại như đi du sơn ngoạn thủy chứ để hắn quỳ trước đã. Thái Hoàng Thái Hậu cũng rất phiền lòng, ngẩng đầu hỏi có tung tích của lão thất chưa? Phái rắn, người đi tìm, còn chưa cho tin tức. Tiếp tục tìm, Thái Hoàng Thái Hậu uống một ngụm trà, thần sắc càng trở nên âm trầm, còn nữa, thông báo cho Thương Mai, bảo nó từ Hàn Sơn trở về. Người định làm như nào? À, A Sa Cô Cô hỏi, bản thân bà ta cũng rất buồn bực, lão thất này thế nào lại không thấy đâu nữa? Tuy nói trở về có hơi muộn một chút, nhưng muốn tìm một người bị thương, theo lý mà nói bám theo mùi máu tanh thì có thể tìm được, nhưng lại không có tin tức. Hoàng đế không phải là muốn chữa bệnh sao? Thái hoàng Thái hậu đứng dậy, thần sắc mất kiên nhẫn. Ai ra không thể cứu hắn, nhưng Ai ra sẽ nói cho Thương Mai làm sao chữa bệnh của hắn. Vậy còn không phải là tương đương tham gia rồi sao? A cô cô cảm thấy là chuyện đầu cơ trục lợi. Người đời đều không thể thản nhiên chấp nhận số mệnh của mình, tuổi thọ của hắn vốn nên tận rồi cưỡng ép Tôn Phương Nhi dùng tà pháp kéo dài sự sống, hiện nay mớ hỗn độn này chính là do tham sống sợ chết gây ra, nhưng cưỡng ép thay đổi này lại có thể được bao lâu? Không phải là chết vì bệnh tật thì cũng là nguyên nhân khác, suy cho cùng là không thể giữ, chỉ là hắn, là ai ra ngày đó một tay bồi dưỡng ra, tóm lại không nhẫn tâm để hắn tiếp tục phạm sai lầm lớn nữa, nếu sau lần này vẫn là như này, vậy thì không có gì để nói rồi. Lời của Thái Hoàng Thái Hậu, người khác nếu nghe, chưa chắc có thể nghe hiểu, nhưng A xà cô cô lại biết. Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ một lát, buồn phiền nói, bỏ đi, gọi hắn vào đi. Hai cung nhân đỡ Hoàng đế đi vào, Hoàng đế muốn quỳ xuống, Thái Hoàng Thái Hậu lướt nhìn ông ta, nói, bên ngoài còn chưa quỳ đủ sao. Ngồi đi, Hoàng đế lại cứ quỳ xuống, đau khổ bật khóc, lão tổ tông, chấm sai rồi. Ông ta quỳ tới, ôm lấy chân của Thái Hoàng Thái Hậu, khóc rất thương tâm, rất hủy khuất, ông ta không phải là một người làm sai, mà là một người chịu ủy khuất bị tổn thương. Thái Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại, gương mặt cũng có hơi thương tiếc, sao lại thành ra như này chứ? Mộ dung ra từ huệ tổ tới nay, luôn chung sống hòa thuận, hiếm khi xuất hiện loại chuyện huynh đệ tương tàn này. Hiện nay, nhìn xem hiện nay giống cái gì? Người làm huynh trưởng không có dáng vẻ của huynh trưởng, người làm phụ thân mẫu thân không có dáng vẻ của người làm mẫu thân mẫu thân, giữa người thân thì đầy rẫy toàn tính hãm hại, tại sao chứ? Bà ta thở dài nặng nề, đưa tay nuốt tóc của ông ta, đứng lên đi, ai ra nói lời thật lòng với ngươi. Hoàng đế khóc đến mức trời đất tối tăm, cũng không muốn đứng dậy, chỉ ôm lấy chân của bà ta khóc, nước mắt nước mũi thấm ướt vạt váy của bà ta. Thái Hoàng Thái Hậu thấy khuyên không được hắn, đanh giọng quát, đủ rồi, đứng lên cho ai ra, nhìn ngươi bây giờ, đâu còn có chút dáng vẻ của Hoàng đế chứ. Hoàng đế thấy bà ta nổi giận, mới loạn choạng di chuyển ra, thút thít nói, vâng. A à, cô, cô đỡ ông ta ngồi xuống, cho công nhân ra ngoài, sau bảo phi tần bên ngoài trở về, mới đóng cửa điện lại, bản thân mình thì đứng ở bên ngoài. chương 786, Người Thoái Vị Thái Hoàng Thái Hậu nhìn gương mặt dính đầy nước mắt và đỏ ửng đó của ông ta, nghĩ tới chuyện ông ta lúc nhỏ, lại nghĩ tới chuyện ông ta làm bây giờ, liền cảm thấy trong lòng lúc tức giận lúc bi thương, lúc thương tiếc. Rất nhiều cảm xúc, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, nghiêm túc nói, hoàng đế, dụng ý người ép ai ra trở về lần này, ai ra biết. Nhưng, người đâu phải không biết lần trước ai ra trở về, tại sao nói với ngươi sẽ không trở về nữa. Không biết, chấm chỉ là cảm thấy, lão tổ tông rất nhẫn tâm. Hoàng đế ở trước mặt bà ta, giống như đứa trẻ làm núng. Bởi vì, ai ra biết, đại hạn của ngươi sắp tới, nếu như ai ra không đi, nhìn ngươi chết, ai ra sẽ không nhẫn tâm, mà ngươi cũng nhất định sẽ khổ sở cầu xin, hà tất phải thế? trong lòng hoàng đế rung lên, vậy lão tổ tông rõ ràng có thể cứu chấm, tại sao muốn dương mắt nhìn chấm chết chứ? thái hoàng thái hậu trầm giọng nói, ai ra từng nói với ngươi, ngươi là đế vương, tuổi thọ của ngươi có ông trời định đoạt, ai ra nếu cứng cầu thay đổi ý trời, sẽ làm loạn trật tự trong thiên địa này. hoàng đế lắc đầu, chấm không muốn nghe những điều này, chấm không muốn chết, tất cả mọi người đều không muốn chết thế gian tại sao có người bỏ tiền bạc để cầu danh y? Không phải cũng vì để kéo dài mạng sống sao? Nếu lão tổ tông có năng lực này, tại sao không cứu chấm chứ? Chấm cũng là con cháu của mộ dung gia, người hôm nay có thể vì lão thất mà trở về, chứng minh trong lòng người có chúng ta, nếu đã như thế, chấm không hiểu tại sai không thể thương xót chấm chứ. Hay là nói, chấm ở trong lòng người, mãi mãi không so quan trọng như lão thất. Thái Hoàng Thái Hậu nắm chặt tay của ông ta, từ từ nói, nhớ khi ngươi còn là thái tử, ai ra từng hỏi ngươi một câu hỏi không? Hoàng đế ngẩng đầu, chậm chạp một lát, lão tổ tông từng hỏi nhiều câu hỏi, chấm không nhớ cái lão tổ tông chỉ là câu hỏi nào. Thái hoàng thái hậu nhìn ông ta, ngươi nghĩ thử. Hoàng đế bắt đầu cảm thấy đầu óc mù mịt, nhưng nhìn vào đôi mắt tinh tường đó của thái hoàng thái hậu, mây mù trong đầu giống như tản đi, cũng trở nên minh mẫn hơn. Ông ta bỗng nhớ tới câu hỏi đó, trong lòng giống như chìm vào trong một lớp hàn băng, lạnh lẽo khó tả, cơ thể cũng bắt đầu run nhẹ. Nhưng, ông ta lại ngẩng đầu, nói chấm, thật sự không nhớ rồi. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ cười một tiếng, nụ cười cực kỳ châm chọc, ai ra hỏi ngươi, nếu ngươi ngày sau làm hoàng đế, lại chết khi còn trẻ, ngươi còn nguyện ý không? Sau đó lại hỏi ngươi, nếu khiến ngươi sống lâu trăm tuổi, nhưng không làm hoàng đế, ngươi có nguyện ý không? Hoàng đế run rẩy, lúc đó, lúc đó ông ta trả lời như nào ông ta nhớ rất rõ ông ta nói đại trưởng phu tự nhiên phải đỉnh thiên lập địa gây dựng một phen sự nghiệp nếu vì sợ chết mà quên đi sứ mệnh của mình quên đi trách nhiệm gánh vác trên vai của mình vậy dù là sống lâu trăm tuổi thì có tác dụng gì ta muốn làm hoàng đế không phải là vì quyền thế và dã tâm là ta thật lòng muốn vì bách tính đại chu làm chuyện thiết thực khiến quốc gia giàu mạnh ta muốn trở thành minh quân thiên cổ giống hoàng tổ phụ Thái Hoàng Thái Hậu thấy hắn không lên tiếng, lập lại nguyên văn lời nói của ông ta. Hoàng đế nghe rồi, cúi đầu hồi lâu không nói, lát sau, mới ngẩng đầu nói, phải, chấm không quên ý định ban đầu, chấm còn có rất nhiều quốc sách muốn thi hành, chấm muốn chăm lo việc nước, muốn vì đại chu tạo ra những điều tốt đẹp. Những cái này, đệ đệ của ngươi có thể làm được không? Thái Hoàng Thái Hậu hỏi ngược lại. Hoàng đế cả người run lên, lão tổ tông là có ý gì? cái gọi là chăm lo việc nước quốc sách dân giàu nước mạnh của ngươi đệ đệ của ngươi có thể làm được không thái hoàng thái hậu hỏi lại lão thất có thể làm được không hắn có thể hắn thậm chí làm càng thích hợp hơn ông ta bởi vì ông ta không chú tâm hắn trong thời gian làm nhiếp chính vương là một lòng vì bách tính đối với quyền thế không có mong cầu thậm chí hắn trước giờ không sợ người khác uy hiếp đến vị trí của hắn nếu ngươi đã biết hắn có thể làm được chuyện mà ngươi luôn muốn làm, tại sao cứ áp chế hắn? Hay là nói, ngươi từ đầu tới cuối mê luyến đế vị? Không, hoàng đế lập tức phủ nhận, kiên định nói, trong lòng chấm trước giờ chưa từng lưu luyến đế vị, chấm không có quên mong muốn ban đầu khi đăng cơ, nếu đất nước giàu mạnh, dù muốn mạng của chấm cũng không để ý, nhưng hiện nay chấm lại không thể chết, chấm còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Mỗi một người đều có rất nhiều chuyện làm không xong, kiếp này quá ngắn ngủi tư tưởng lại quá dài quá ít còn rất xa, làm sao làm hết. Nếu mỗi người đều không cam tâm như ngươi, thì sẽ như nào? Bọn họ không có một lão tổ tông có bản lĩnh. Chấm, hoàng đế nhất thời hoảng loạn rồi, nhưng, rất nhanh lại tìm được ngữ điệu của mình, chấm chỉ cầu xin lão tổ tông một lần này, nếu chấm có thể khỏe lại, chấm nhất định sẽ hoàn thành lời thề đã hứa năm đó. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ thở dài, được, ai ra lại hỏi ngươi một lần, nếu ai ra chữa khỏi cho ngươi, người có nguyện ý thoái vị không? Môi của hoàng đế run rẩy mấy lần, ngước đôi mắt xám trắng lên, nhìn chằm chằm thái hoàng thái hậu, lão tổ tông tại sao nhất định muốn chấm như thế? Làm người không thể tham lam, người nếu muốn sống lâu trăm tuổi thì phải từ bỏ một số thứ. Thái hoàng thái hậu cứng rắn nói. Ông ta trầm tư, hồi lâu, ông ta cắn răng nói, chấm nguyện ý. Được, người bây giờ hạ chiếu thư truyền ngôi cho lão thất. Thái hoàng thái hậu nói. Hoàng đế lắc đầu, lão tổ tông không tin chấm sao. "Phải." Thái hoàng thái hậu từ từ gật đầu nói, đôi mắt như thanh kiếm sắc, gần như đâm thẳng vào nơi sâu thẳm trong tâm linh của hoàng đế, tất cả suy nghĩ của ông ta không nơi ẩn giấu. "Bà ta đứng dậy, ngươi trở về trước đi, từ từ suy nghĩ, nếu ngươi có thể từ bỏ được đế vị, ai ra cứu ngươi, ai ra không thể động vào số mệnh của đế vương, nhưng nếu ngươi không phải là đế vương, vậy thì ai ra liền dễ làm." Hoàng đế bỗng khe cười. Quả nhiên, ở trong lòng của lão tổ tông, lão thất quan trọng hơn ta nhiều. Thái hoàng Thái hậu đanh giọng nói: Hoàng đế, rất nhiều chuyện không phải là do ngươi mà đến. Thiên hạ không phải là xoay quanh một mình ngươi, hiểu chứ? Mà bất luận là ai, cho dù là ai ra, cũng không thể lấn lướt. Ngươi nếu đã muốn sống lâu trăm tuổi thì phải từ bỏ vài thứ. Trở về đi. Ai ra không muốn nổi giận với ngươi, cũng không muốn tính toán những chuyện hồ đồ mà người đã làm. Nếu không. Ai ra một khắc cũng không ở đây nổi nữa. Hoàng đế đứng dậy, cơ thể lão đảo gần như không thể đứng thẳng, lão tổ tông chấm có thể thoái vị, nhưng người được chọn làm hoàng đế không thể là lão thất. Vậy ngươi nói, trừ hắn ra, còn có ai có thể làm hoàng đế? Thái hoàng thái hậu đanh giọng nói. A Toàn, ông ta suy nghĩ linh tinh một lát, A Toàn không được, A Toàn và lão thất tình cảm rất tốt, hơn nữa A Toàn căn bản không muốn làm hoàng đế, hoàng vị này cũng sẽ chắp tay nhường cho người khác. Tam Nhi, Tam Nhi, có thể làm hoàng đế. Phải, Tam Nhi, Tam Nhi có thể. Ông ta tuy giao ra đế vị, nhưng, ông ta còn không chết. Ông ta có thể sống lâu trăm tuổi. Ông ta có thể làm thái thượng hoàng. Mọi thứ đều không thay đổi. Người trở về trước đi, ai ra sẽ cân nhắc. Thái hoàng thái hậu lạnh lùng nói. a cô cô mở cửa ra, gọi người vào, đỡ hoàng đế rời đi. Hoàng đế than trách nước nhìn thái hoàng thái hậu đau lòng nói, lão tổ tông, người không thể thương xót ta sao? Thái hoàng thái hậu ngoảnh mặt đi chỗ khác, dáng vẻ thờ ơ, nhưng trái tim của bà ta lại rất đau, đã nhiều năm không có loại cảm giác này rồi. Hoàng đế cuối cùng buồn bã rời đi. chương 787, xuống núi. Ông ta vừa đi, thái hoàng thái hậu liền ném cái ly xuống đất, giận dữ nói, không biết gì là đủ. A à, xà cô cô nhìn cái ly men sứ rất đẹp đó vỡ tan thành từng mảnh, Nhíu mày nói, cầm cái ly ra chút giận làm cái gì? Còn không bằng đánh hắn một trận sẽ càng hiệu quả hơn. Đánh hắn làm cái gì? Đánh rồi há không phải là nói với hắn, ai ra tha thứ cho hắn? Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói. Người cho rằng hắn vẫn để tâm đến việc người có tha thứ cho hắn hay không sao? Cái hắn để tâm là người liệu có cứu hắn không, xem ra, người gọi thương mai trở về là đúng, để hắn biết, hắn muốn sống được còn phải dựa vào phu thê lão thất, miễn lại tính kế. Lão thất, đáy mắt Thái Hoàng Thái Hậu vụt qua một tia tàn nhẫn, nhưng, sau đó lại từ từ nhạt đi, đều trách ta, lúc đầu không nên dạy hắn niệm tình thân, con người này của lão thất, ai, hắn trở thành kiểu người mà ta hy vọng, nhưng, lại đã hại hắn, nhưng nếu hắn có thể tàn nhẫn độc ác một chút, cũng sẽ không như này. A à, xà cô cô hiếm khi không có châm chọc mà an ủi, trong thiên hạ này, người đáng tin nhất chính là người thân của mình, ai biết chứ từ đời huệ tổ đến nay mộ dung gia chưa từng xảy ra chuyện như này không trách được người nam tử của mộ dung gia vốn di ai cũng trọng tình lão thất là người trọng tình thân nhất bà ta nghĩ rồi nói người đi nói với hoàng đế bảo hắn phái người đi tìm lão thất nếu lão thất không trở về ai ra lập tức rời đi chúng ta đều tìm không được hắn có thể tìm được sao thái hoàng thái hậu nhàn nhạt, nhạt nói hắn tìm được hay không nói sau nhưng hắn bắt buộc phải đi tìm dù là cảnh thái bình giả tạo cũng phải khiến người ta biết huynh đệ hoàng gia không có trở mặt thành thù tuy rất nực cười a xà cô cô đi truyền lời hoàng đế nghe rồi thì vô cùng sửng sốt hắn không phải là đã thoát ra ngoài rồi sao thoát ra rồi nhưng đã mất tích rồi a xà cô cô lạnh lùng nói sắc mặt của hoàng đế trở nên trắng bệch mất tích rồi là có ý gì hắn mang theo thương tích mất tích truy binh của ngươi luôn đuổi theo người nói là có ý gì? Hoàng đế trột dạ, trả lời như mũi kêu, chấm từng hạ ý chỉ, chỉ làm bị thương chứ không được giết. Thật là làm khó hoàng thượng, xem trọng tình huynh đệ như vậy, chỉ là trọng thương thì sẽ không chết sao? Hoàng thượng sống vạn tuổi không phải cũng sẽ chết sao? Với cả, tối đó không phải là còn có nhóm người thứ ba hay sao? Người của ngươi sẽ không giết hắn, vậy nhóm người thứ ba thì sao? A à, Cô châm chọc nói hoàng đế không dám tiếp lời, trong lòng quả thật cũng sợ hãi. Ông ta thật sự không muốn giết lão thất, đối với lão thất, ông ta cuối cùng có một phần tình cảm không nỡ xuống tay. Chấm cũng không muốn hắn chết, chấm chỉ là ép lão tổ tông trở về thôi. Hoàng đế lẩm bẩm nói. Được rồi, ở trước mặt lão bà ta thì không cần nói mấy lời giả tạo đó, người nếu không muốn hắn chết, người nếu thật lòng đối đãi với hắn, người đệ đệ này của người tuyệt đối sẽ không tạo phản, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với ngươi. cô à, nói xong, xoay người rời đi. Hoàng đế sau khi thấy Asakoko à, đi rồi, lại nôn ra máu. Ông ta rất đau lòng, đã không biết làm như nào mới tốt rồi. Sự việc đi tới bước này, ông ta đã không còn đường quay đầu. Thậm chí, ông ta không biết tại sao mình sẽ đi tới bước đường này. Không phải là bộ dạng mà ông ta quen thuộc nữa rồi, ông ta thậm chí chán ghét chính mình nam hoài vương yên lặng nghe bẩm báo của thương khâu bỗng nhiên nổi giận chúng ta phát đi nhiều người như vậy ngay cả một mộ dung khanh đều không bắt được sao ai cũng là phế vật thương khâu nói vương ra hiện nay thái hoàng thái hậu trở về rồi bà ấy nhất định biết người có nhúng tay vào bà ấy không có chứng cứ nhiều nhất chỉ nghi ngờ nam hoài vương một chút cũng không sợ thương khâu không nói chuyện quả thật là vậy không có ai bị bắt người chết thì đã chết người đi thì đã đi căn bản không có chứng cứ nhưng thái hoàng thái hậu cần chứng cứ sao phục chúng cần chứng cứ để ăn nói với người trong thiên hạ cần chứng cứ bà ấy không cần bởi vì bà ấy không cần giải thích với bất kỳ ai là bất cứ ai cũng phải cho bà ấy một lời giải thích thương khâu cái gì cũng không nói lặng lẽ lui xuống đáy mắt nam hoài vương nổi lên một tia sáng đi theo hắn ta vào trong phòng nhìn thấy trên giường để tay nải, nam hoài vương cười lạnh một tiếng. tiên sinh muốn đi sao? thương khâu yên lặng một lát rồi nói, vương gia, chiều hướng chung đã qua mất rồi. bởi vì thái hoàng thái hậu đã trở về sao? nam hoài vương vẫn cười lạnh. không, không, thương khâu cười khổ, có chút bất lực. thật ra, từ sau khi quý thái phi chết, vương gia đã không còn sức xoay chuyển trời đất nữa rồi. chẳng qua là dẫy ruộng trước khi chết mà thôi. tại hạ đi theo vương gia nhiều năm, hiện nay muốn đi xin vương ra nghe một lời này của tại hạ. Nam Hoài Vương lạnh lùng nói, không cần, người nếu đi, nhất định sẽ hối hận. Thương Khâu nói, nhưng Phàm còn có một tia hy vọng, tại hạ sẽ không bỏ lại vương ra không quản, vương ra, đi cùng tại hạ đi. Nam Hoài Vương nhìn hắn ta, sự giận dữ trong đáy mắt từ từ dâng lên, tiên sinh, người muốn đi, bản vương không cản, dù sao hiện nay đã không có ai xem trọng bản vương, nhưng người trước khi đi, giúp bản vương làm một chuyện cuối cùng, coi như là trả ơn cứu mạng của bản vương với người đi. Vương ra cứ căn dặn, thương khâu khó nhọc nói, vong ân phụ nghĩa, hắn ta không làm được, tuy nhiều năm như vậy, hắn ta đã vì vương ra làm rất nhiều rất nhiều. Nhưng một câu ơn cứu mạng đè xuống, hắn ta không thể chối từ. Nam Hoài Vương ghé sát tai của hắn ta, thấp giọng nói vài câu. Sắc mặt của thương khâu sám trắng một mảng, do dự một lát, chắp tay nói, được. Trên Hàn Sơn, Linh Lợi luôn thu thập tin tức trong kinh, biết Thái Hoàng Thái hậu đã về kinh, biết Mộ Dung Khanh mất tích, biết An Thân Vương và Liên Thúy Ngữ đã được cứu, nàng ta không có che giấu, nói hết mọi chuyện cho Thương Mai. Thương Mai sau khi nghe rồi, không có tỏ ra quá lo lắng, vẫn luôn cùng Hạ Lâm Tôn Phương Nhi hai người nghiên cứu thuốc giải loại trừ sự phản phệ của cổ trùng. Mãi đến khi Thái Hoàng Thái hậu lệnh người truyền cô xuống núi, cô mới bỗng nhũn người, ngồi trên đất Linh Lợi vội vàng đi tới đỡ cô dậy, "Sao thế?" Cơ thể Thương Mai rất yếu ớt, cô miễn cưỡng mỉm cười, "Không sao, ta không sao." Từ khi lên Hàn Sơn, cô đều luôn không ngủ được, mặc kệ trước khi lão thất mất tí chay sau khi mất tích, cô đều không thể chìm vào giấc ngủ, vừa nhắm mắt liền nhìn thấy lão thất toàn thân đầy máu xuất hiện ở trước mặt cô. "Chàng sẽ không sao." Thương Mai ngồi ở trên ghế, hít thở sâu vài hơi, đưa tay vuốt ve cái bụng, trong lòng kiên định nói, An nhiên Lão Vương ra không có theo xuống núi, mà ở lại trên Hàn Sơn, cùng bọn Tôn Phương Nhi nghiên cứu thuốc giải. Tôn Phương Nhi bắt buộc phải giải trừ sự phản vệ của cổ độc, mới có thể phối thuốc giải cho mộ Dung Khanh. Thương Mai lần này xuống núi, Tôn Phương Nhi vậy mà lạ đời đi tiến Thương Mai. Dán chiều như máu, đứng ở trên đỉnh núi, cảnh đẹp dưới núi thu trọn nơi đáy mắt. Tôn Phương Nhi từ khi tới Hàn Sơn, cả con người đều trở nên rất thư thái, nụ cười trên mặt cũng nhiều hơn không còn ngày tháng bị giam cầm, hạnh phúc biết bao, chỉ có người từng trải qua mới biết. Người yên tâm, hắn sẽ không sao, Tôn Phương Nhi vụng về an ủi. Thương Mai đối với Tôn Phương Nhi cho dù không thích, nhưng cũng không có chán ghét như trước, khẽ giọng nói cảm ơn. Tôn Phương Nhi nhìn cô, người sau khi xuống núi, giúp ta nói với Nhu Giao, ta xin lỗi muội ấy. Nàng ấy sớm đã không hận ngươi rồi. Gương mặt của Tôn Phương Nhi có chút cô đơn, muội ấy hận ta hay không, ta đều nợ muội ấy một câu xin lỗi. Thương Mai khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, đi theo Linh Lợi cùng xuống núi. Chương 788, đau không. Dưới núi, có một cỗ xe ngựa màu xanh đang đợi, là Tô Thanh nhận được mệnh lệnh tới đón. Nhưng, cứ đợi đến giờ hợi buổi tối, đều không có đợi được Thương Mai xuống núi, hắn bắt đầu cảm thấy không ổn, liền dẫn người đi lên núi tìm. Ở lưng chừng núi, hắn nhìn thấy Linh Lợi ngã trong vũng máu đã hôn mê rồi linh lợi linh lợi hắn nhẹ nhàng vỗ vào mặt của nàng ta sau đó nhanh chóng kiểm tra thương thế của nàng ta thương thế của linh lợi rất nặng phần bụng và ngực cánh tay đều có vết thương hắn lập tức ôm linh lợi lên hàn sơn an nhiên lão vương ra thấy tình huống nghiêm trọng cái gì cũng không hỏi liền kêu tô thanh ôm linh lợi vào phòng sau đó cứu chữa khoảng nửa tiếng sau an nhiên lão vương ra mới đi ra tô thanh khẩn trương hỏi như thế nào? An Nhiên lão vườn ra bảo bé mập xuống đi kê đơn thuốc, sau đó trầm giọng nói, thương thế rất nặng, một kiếm ở ngực đó, gần như chí mạng, may mà trước khi nàng ta hôn mê đã điểm huyệt cầm máu của mình lại, nếu không cũng không chống đỡ được tới khi người tới cứu nàng ta, hiện nay một lúc một lát sẽ không tỉnh lại được, phải xem ngày mai. Nghe thấy không có nguy hiểm tới tính mạng, Tô Thanh mới yên tâm. "Tỷ tỷ tôi thì sao?" Hạ Lâm lo lắng hỏi. Trong lòng mọi người đều trầm xuống, phải, Linh Lợi là cùng Thương Mai xuống núi, Linh Lợi đã xảy ra chuyện rồi, vậy Thương Mai thì sao? Xin lão Vương ra chăm sóc Linh Lợi, ta lập tức xuống núi. Tô Thanh chắp tay, lập tức xoay người rời đi. Sau khi hắn xuống núi, đi thẳng về Trần phủ, bảo 12 vị tướng quân của Trần Thái Quân đi giúp, sau đó lại lệnh người thông báo cho Tiêu Kiêu và Tiêu Thác, điều động lính của Vương phủ tìm kiếm quy mô rộng. Cả đêm không có hiệu quả. Mãi đến trưa ngày hôm sau, huynh đệ tiêu kiêu, Tô Thanh ba người gặp mặt, trao đổi tin tức, nhưng đều không có manh mối. Rốt cuộc sẽ là ai? Tiêu Thác tức giận nói. Tiêu kiêu bình tĩnh phân tích, sẽ không phải là hoàng thượng, hiện nay thái hoàng thái hậu hồi cung, hoàng thượng không thể tiếp tục ra tay với vương phi. Vậy sẽ là ai nữa? Nam Hoài Vương sao? Tiêu Thác nghĩ đến gương mặt xảo trá đó của Nam Hoài Vương thì tức giận, cứ cảm thấy là tôn tử đó làm ngoài hắn ra không còn người thứ hai tô thanh nói đi tìm hắn tiêu thác không nhịn nổi cơn giận vương phi bây giờ có thai rơi vào trong tay của hắn còn có thể còn mạng sao tiêu kiêu cảm thấy đây cũng là cách duy nhất nam hoài vương cũng mất tích rồi tiêu kiêu lập tức đi thẳng tới cổng thành hỏi thủ vệ ở cổng thành nói tối qua nam hoài vương quả thật ra khỏi thành rồi nhất định là hắn hắn đã bắt vương phi đi rồi tiêu thác tức giận nói tiêu kiêu suy nghĩ một lát nói tô thanh ngươi lập tức tới an thân vương phủ bảo an thân vương phái người tìm trong kinh còn nữa canh chừng hang ổ của hắn ta và tiêu thác lập tức đuổi theo ra khỏi thành được tô thanh lật người lên ngựa phi nhanh tới an thân vương phủ tin tức thương mai mất tích thái hoàng thái hậu cũng biết rồi bà ta cười khổ xem tất cả mọi người đều không đặt ai ra vào trong mắt rồi là lão bát làm Asako cô nhíu mày nói, hắn muốn nháo cái gì? Sự việc tới nước này, hắn còn nhìn không rõ thế cục sao? Lòng vẫn vọng tưởng. Rõ ràng, chịu tin sao? Thái hoàng thái hậu từ từ dựa vào ghế quý phi, thật mệt, thật mệt, người nên chết nhất. Thật ra là bà ta, chết rồi, mọi thứ đều là hư vô, cần gì bận lòng? Báo cho hoàng đế, Thương Mai mất tích rồi, hắn chết chắc rồi. Thái hoàng thái hậu nói, Asako cô đang muốn đi bà ta bỗng lại ngẩng đầu không ai ra đích thân đi bà ta đứng dậy đi hai bước lại quay đầu xua xua tay bỏ đi à, a xà cô cô đã cười bỏ đi người vẫn giận hắn sao người có thời gian này không bằng bói một quẻ, xem thử nha đầu thương mai này sống hay chết đi à, a xà cô, cô xoay người đi ra sau khi quay trở lại thái hoàng thái hậu nói người đi báo cho tô thanh một tiếng đuổi về phía đông sống sao ừm thái hoàng thái hậu nhàn nhạt, nhạt ngước mắt hắn nói cái gì không có thể nói cái gì dọa bị tới mức sắc mặt thay đổi chỉ nói sớm nên giết lão bát thái hoàng thái hậu cười lạnh xem ra con người chỉ có khi liên quan trực tiếp tới mình mới sẽ biết sợ lão thất có tin tức chưa quẻ bói có nói rõ à, a xà cô cô hỏi không sao bây giờ tạm thời gặp nguy hiểm nhưng sẽ hóa nguy thành an không cần lo lắng bà ta cũng thở phào a cô cô ngồi xuống nhìn bà ta tiếp theo chúng ta phải làm cái gì cái gì cũng không làm ở đây đợi sao ai ra đã không hỏi chuyện triều chính vì thế chuyện triều chính không có hỏi tới còn hậu cung có một chuyện có thể làm thử chuẩn bị một chút tổ chức lễ sắc phong cho mai phi đi thái hoàng thái hậu nói a cô cô nói thật ra chúng ta đều trở về rồi rất nhiều chuyện có thể làm ý của A Sà -cô, Cô là cần gì để lại ít phiền phức cho lão thất, rõ ràng bà ta đều có thể làm. Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu, không, A Sà, ai ra còn có thể quản được bao lâu. Cuối cùng là phải giao lại, lúc đầu thấy đại cục đã định, huynh đệ bọn họ cũng rất hòa thuận, ai ra mới có thể an tâm tìm nơi tránh xa thế tục, không ngờ, ai ra cuối cùng là thiếu nhận thức, thật sự cho rằng tình thân có thể vững vàng cả đời. Đừng nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện đều sẽ tốt thôi. A cô cô biết bà ta là thật sự đau lòng những chuyện mà hoàng thượng đã làm đó đã rất khác với sự chỉ dạy dẫn dắt của bà ta năm đó bà ta đem trách nhiệm gánh trên người của mình đúng rồi a xà cô cô đột nhiên hỏi quẻ bói của người chỉ lão thất hiện nay ở đâu ở trong cung khó trách bên ngoài không tìm được thái hoàng thái hậu cười khổ một tiếng mộ dung ra xuất hiện mầm non tốt hửng ánh mắt của a xà cô cô hơi lạnh lại là vị con cháu nào của mộ dung ra ngươi đoán a cô cô suy nghĩ một lát người ở trong cung mang họ mộ dung ngoài hoàng đế còn có ai mấy đứa trẻ đó chắc không phải là a cô cô nghĩ đến một người là nó có cần đi đem lão thất trở về không thái hoàng thái hậu khẽ lắc đầu không cũng nên để đứa trẻ đó chịu chút khổ nếu không nó sẽ cho rằng tuổi còn nhỏ chuyện gì cũng có thể làm được lãnh cung lãnh cung là nơi có tử khí nặng nề nhất trong cả hoàng thành Kiến trúc tàn lụi, cửa lớn bạc màu, sân vườn heo hút. Đau không? Một thiếu niên trên mặt mang nụ cười ngây thơ, nhìn nam tử nằm ở trên nền đất lạnh lẽo. Người này chính là Mộ Dung Khanh mất tích đêm hôm đó. Hắn trọng thương, khi chạy trốn, bị trúng tên của truy binh, nên trốn trong lãnh cung, người cũng rơi vào hôn mê, khi hắn tỉnh lại đã bị trói chặt. Một cậu bé ngồi ở trước mắt, cháu trai ngoan của hắn. Ta khâm phục hoàng thúc nhất hoàng thúc ở trong lòng chất nhi chính là anh hùng cậu bé hơi khuỵu người xuống nụ cười càng thêm ngây thơ tuy nhiên trong tay cậu bé lại cầm một con dao sắc bén con dao đã dính máu tươi mà cánh tay của mộ dung khanh đã có mấy vết máu do dao gây ra đau sao trên mặt trên tóc mộ dung khanh đều là vết máu đã khô lộ rõ gương mặt vô cùng giận dữ tiểu tử thật không hổ là con cháu của mộ dung da đủ ác thất hoàng tử dứt khoát ngồi ở trên đất Thần sắc có hơi ngạo mạn, hoàng thúc lẽ nào không biết, người chính là thua ở mặt không đủ ác sao? Người nếu như ác một chút, giết phụ hoàng, người chính là hoàng đế, cũng không có rơi vào cảnh như này. Chương 789, tung tích của mộ Dung Khanh. Mộ Dung Khanh vì bị trói, hơn nữa toàn thân nhiễm máu, nhưng kỳ lạ thay không hề lộ vẻ nhếch nhác, thậm chí gương mặt dính máu đó càng tỏa ra uy nghiêm lãnh khốc. "Tiểu tử, là ai bảo ngươi tới?" Mộ Dung Khanh hỏi thất hoàng tử đã cười, hoàng thúc, tự ta không thể tới sao. Người sao, mộ dung khanh cười lạnh, người ngược lại có bản lĩnh này. Con dao của thất hoàng tử lướt nhẹ trên mặt của hắn, cảm giác tiếp xúc lạnh lẽo khiến ánh mắt của mộ dung khanh càng lạnh, hoàng thúc, chất nhi cũng hết cách rồi, người cũng biết, mẫu phi chết rồi, không dễ gì, cho rằng dựa được vào chỗ dựa là hoàng thái hậu này, lại không ngờ lão tổ tông hồi cung liền phế bà ta, chỉ đành cầu xin hoàng thúc rồi. Cậu bé nói cầu xin, nhưng con dao lại bắt đầu từ từ ấn vào, nụ cười trên mặt cũng càng ngây thơ, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối không thể phát hiện sự lãnh lùng tàn độc ở đáy mắt cậu bé. Lòng của mộ dung khanh khá ngạc nhiên, tuy biết đứa con trai mà nghi quý phi nuôi dưỡng này không đơn giản, nhưng không ngờ là một mặt hàng lạnh lùng tàn độc như này. Người muốn bản vương làm gì thay ngươi? Mộ dung khanh hỏi, không hề sợ khi cổ đã bắt đầu dỉ ra giọt máu. Cánh tay, đã có mấy vết thương mà cậu bé khắc xuống cậu bé nghe thấy mộ dung khanh nói như vậy liền nhấc con dao lên có hơi kiêu ngạo hỏi nếu như ta nói rồi hoàng thúc sẽ đáp ứng giúp ta chứ vậy phải xem cái ngươi nói là chuyện gì mộ dung khanh từ đáy mắt của cậu bé nhìn ra được hai từ khát máu cậu bé thật ra không cần tiếp tục động thủ với hắn nhưng hắn nhìn thấy nơi đáy mắt có sự hưng phấn đáy lòng mộ dung khanh thầm nói người này không thể giữ thất hoàng tử nói vậy ta nói rồi ta muốn làm thái tử Ta biết phụ hoàng không xem trọng ta, hoàng thúc cũng không xem trọng ta, nhưng hiện nay người rơi vào trong tay của ta, người muốn sống, chỉ có thể nghe lời của ta. Hửm, ngươi cho rằng, ta bị trói ở đây, có thể giúp ngươi đoạt được vị trí thái tử sao? Mộ dung khanh nhìn cậu bé, thấy cậu ta vẫn là dáng vẻ vô hại đó. Bây giờ không thể, nhưng chúng ta có thể tới Nam Quốc. Thất hoàng tử nói, mộ dung khanh cười kỳ quái hai tiếng, thứ ngươi biết ngược lại rất nhiều. Phải, thứ nên biết, ta đều biết. Cậu bé lại nghiêng đầu, đôi môi đỏ cái răng trắng nở nụ cười. Nam quốc hiện nay còn không là gì, nhưng, hai năm nữa, qua hai năm nữa thì có thể đối kháng với phụ hoàng. Tiểu tử, mộ dung khanh bật cười, nếu bản vương tới Nam quốc, ngươi cho rằng còn sẽ chịu sự sắp xếp của ngươi sao? Đương nhiên, thất hoàng tử mặt mày nghiêm túc nói, người đã dùng thuốc độc, thuốc độc này, chỉ có ta có thuốc giải. Mộ dung khanh xứng người, vội vận khí, quả nhiên phát hiện kinh mạch có chướng ngại. Đáy mắt của hắn rét lạnh, người vậy mà hiểu cách dùng độc sao. Chiêu phòng thân, tóm lại hiểu một chút, thất hoàng tử khẽ thở dài, hoàng thúc, người thật sự cho rằng, mẫu phi của ta chết rồi, những người đó của bà ấy, ta liền không dùng được sao. Người biết thân phận của mẫu phi, trên người ta có một nửa dòng máu tiên bi, những người đó, đều mong ta trở thành thái tử, trở thành hoàng đế của đại chu. Thì ra là vậy, Mộ Dung Khanh bỗng hiểu rồi, nghi quý phi ở trong cung vốn dĩ bồi dưỡng không ít người, hiện nay bà ta tuy đã chết rồi, nhưng thất hoàng tử còn sống, những người đó liền xem cậu bé là chủ tử. Hắn vừa rồi còn thấy khó hiểu, tại sao một đứa trẻ 8 tuổi có thể trói hắn ở đây được, thì ra là có người giúp. Ta biết hoàng thúc nhất định sẽ đáp ứng cùng ta tới Nam Quốc. Mộ Dung Khanh cười lạnh lùng, bản vương còn chưa đáp ứng. Thất hoàng tử khẽ lắc đầu, không, hoàng thúc sẽ đáp ứng lẽ nào Hoàng Thúc không biết sao? Vương Phi của người hiện nay ở trong tay của bát Hoàng Thúc, bọn họ bây giờ đang về tới Nam Quốc, bát Hoàng Thúc hận Vương Phi cỡ nào, Hoàng Thúc không phải không biết đâu nhỉ? Người nói cái gì? Mộ Dung Khanh sừng sốt, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thất Hoàng Tử. Thất Hoàng Tử giống như bị dọa, lùi lại sau một chút, vuốt vuốt lồng ngực cho nhuận khí, Hoàng Thúc đừng có hù dọa ta, lại đâu phải là ta làm, là bát Hoàng Thúc đưa Vương Phi đi, Thúc ấy muốn về Nam Quốc, muốn đoạt lại chính quyền Nam Quốc, có vương phi trong tay, Việt Đông lão vương gia sẽ nghe lời của thúc ấy. Mộ Dung Khanh suy xét tính chân thật trong lòng cậu bé, thương mai có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa có sợi dây sẹo bên người, theo lý mà nói, lão bát không hại được cô. Hoàng thúc không tin sao, thất hoàng tử mặt mày thất vọng, không ngờ hoàng thúc lại không tin chất nhi, chuyện này đều là người của ta tận mắt nhìn thấy, thương khâu bên cạnh bát hoàng thúc, nói với Vương Phi Hoàng Thúc xảy ra chuyện rồi thì Vương Phi đã ngoan ngoãn đi theo hắn ta. Trong lòng mộ dung khanh thầm suy nghĩ, nếu như thương mai thật sự bị lão bát bắt đi giống như những gì cậu bé nói, lão tổ tông nếu trở về rồi nhất định sẽ cho người đuổi theo, lão bát không trốn được. Hoàng Thúc, về Nam Quốc không phải chỉ có một con đường, có bảy tám con đường, người nói, bát Hoàng Thúc sẽ chọn con đường nào để trở về. Hoặc, có con đường nào mà ta và Hoàng Thúc đều không biết không? thất hoàng tử dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn nhàn nhạt nhắc nhở còn nữa phụ hoàng ta là hận vương phi không thể chết người nói người mà lão tổ tông phái đi có lẽ sẽ cứu vương phi nhưng người phụ hoàng phái đi thì sao mộ dung khanh toàn thân rét lạnh tiểu tử này nhìn sự việc ngược lại thấu triệt cũng nắm được điểm yếu của hắn suy nghĩ một lát hắn nói được bản vương liền cùng người tới nam quốc thất hoàng tử bỗng mỉm cười Gương mặt nhỏ nhắn như đóa hoa nở rộ, tinh tế đẹp đẽ khó tả, ta biết hoàng thúc nhất định sẽ đáp ứng ta. Mộ Dung Khanh nhìn gương mặt ngây thơ đó của cậu bé, trong lòng vô cùng chán ghét. Tuổi còn nhỏ, tàn độc như vậy, ngày sau lớn lên còn thế nào nữa? Trong Hi Vi cung, mọi sự sợ hãi từng chút từng chút thâm nhập sâu trong đáy mắt của hoàng đế, loại sợ hãi này dường như không thể áp chế, ông ta dường như có thể nhìn thấy sinh mạng của mình bị bào mòn từng chút. Thái Hoàng Thái hậu trở về rồi, nhưng trên tay ông ta lại không có gì có thể lấy ra uy hiếp bà ta. Bà ta nhìn như đáp ứng cứu ông ta, nhưng lại muốn gợi ý Hạ Thương Mai tới cứu, mà Hạ Thương Mai lại cứ vào lúc này mà mất tích. Ông ta cảm thấy tất cả mọi chuyện đều giống như có một bàn tay ở đằng sau thao túng, bóp chết số mệnh làm đế vương ở nhân gian này của ông ta, ông ta bị kinh sợ tới mức không thở nổi. Bao, ông ta vô cùng buồn bực, muốn gọi người tới, gọi nửa tiếng lại sực nhớ Điêu Nô đã phản bội đó đã chết rồi Nếu không phải là ông ta Nếu không phải là ông ta Mộ Dung Khanh sao trốn thoát được chứ Mộ Dung Khanh còn ở trong tay ông ta Ông ta ít nhiều có lá bài đối đầu với Lão Tổ Tông Hoàng thượng Lộ công công chậm chậm đi vào Thương thế của ông ta còn chưa khỏi Nhưng sau khi Thái Hoàng Thái Hậu kê thuốc cho Vậy mà đỡ hơn nhiều rồi Hoàng đế nhìn ông ta Ánh mắt dần dần tối lại Sự yên ắng trong biển tiếng thở dốc của ông ta càng trở nên rõ ràng. điều đó, thi thể đang ở đâu? trái tim của lộ công công phật phồng, bẩm hoàng thượng đã đã ném tới bãi đất hoang rồi. trên thực tế, ông ta lệnh người lén đưa đi chôn cất. lẽ nào hoàng thượng đã biết rồi? trong lồng ngực của hoàng thượng phát ra tiếng rít, giống như có máu tươi trào lên. ông ta quen thuộc loại cảm giác này, lại muốn nôn ra máu rồi. trong máu còn có một vài con sâu cực nhỏ. Tôn Phương Nhi, ngươi hại chấm thật khổ. Vết thương của ngươi, đỡ rồi chứ? Hoàng đế nhìn ông ta hỏi. Bẩm Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu kê một toa thuốc cho nô tài, lại cho hai viên đan dược, hiện nay đã đỡ nhiều rồi. Lộ công công trả lời. Hoàng đế ngẩn ra, hơi nhấc tay lên, sau đó lại nặng nề không có sức mà hạ xuống, bà ấy kê thuốc cho ngươi, lại không chữa trị cho chấm. Lão Tổ Tông, người thật tàn nhẫn, chương 790, cho hắn một viên thuốc. Ông ta hận, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm lộ công công, truyền ý chỉ của chấm, tới cấm doanh điều động binh mã, bắt buộc phải tìm được nhiếp chính vương phi trở về, nếu như chứng minh là nam hoài vương bắt nàng ta đi, giết không tha. Gió, lộ công công kinh ngạc trong lòng, hoàng thượng trước đó ít nhiều còn niệm chút tình cảm, hiện nay, sợ rằng là bị ép đến sốt ruột rồi, chuyện đồng mệnh cổ, hoàng thượng biết, giết nam hoài vương, vậy vương ra, trong kinh có mấy nhóm người truy đuổi Nam Hoài Vương. Người mà Hoàng đế phái ra, cũng chia thành 7-8 đội, phái người tìm kiếm tất cả con đường dẫn tới Nam Quốc. Mà Tần Châu sống ở Tây Uyển, cũng dẫn 3.000 nhân mã, cùng A Cảnh dọc theo con đường đuổi tới Nam Quốc. Tần Châu khi biết được tin thương mai xảy ra chuyện, liền đã đuổi theo, nhưng nàng ta biết tin tương đối muộn, khi nàng ta xuất phát, thương mai đã mất tích được hai ngày rồi. Ngoài cung, vô cùng hỗn loạn. Nhưng trong cung, lại rất yên tĩnh tập thái phi vốn cho rằng hoàng đế sẽ nói thay bà ta mấy câu nhưng từ khi bà ta bị phế tới bây giờ hoàng đế không vì bà ta nói một câu nào bà ta bắt đầu hoảng rồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa đi tới hy vi cung tìm hoàng đế bà ta muốn biết hoàng đế lúc đầu tại sao muốn lập người thái phi như bà ta làm hoàng thái hậu hơn nữa còn là sau khi mẫu hậu của ông ta chết không lâu thái phi tới rồi hoàng đế hôm nay đã nôn ra máu một lần người một chút tinh thần cũng không có, gương mặt già cỗi giống như một đóa hoa héo tàn, mang theo khí tức suy tàn. Hoàng thượng, tập thái phi cất bước đi tới, thấy bệnh tình của hoàng thượng nghiêm trọng như này, nhưng cũng không hỏi han, chỉ mang tới hỏi tội, ai ra đối với người không tệ, tại sao? Tại sao muốn đối xử với ai ra như này? Hoàng đế lộ ra nét cười như có như không, chấm không hiểu Thái Phi đang ám chỉ điều gì. Ngươi hiểu, Tập Thái Phi nhìn ông ta, người tại sao muốn đem ai ra tôn thành Thái Hậu? Tại sao hiện nay ai ra bị phế, người lại có bộ dạng không để tâm? Người thậm chí không có lấy nửa cầu cầu tình thay cho ai ra? Khẩu dụ của lão Tổ Tông, chấm lực bất tòng tâm. Hoàng đế phiền chán nói. Dù là lời ngươi nói lão yêu bà đó nghe không lọt, nhưng ngươi vì ai ra nói vài câu, trong lòng ai ra cũng thoải mái một chút, không, không. Bà ta vẫn nhìn chằm chằm hoàng đế, mặt mày giận dữ, ngươi không nói, tại sao tôn ta làm thái hậu, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì. Hoàng đế nhìn bà ta, bỗng mỉm cười, thái phi thật sự muốn biết sao. Tập thái phi nhìn ông ta, gật đầu, ngươi nói. Hoàng đế khẽ thở dài một tiếng, thật ra, phụ hoàng trước khi lâm chung, đã nói với chấm, khi còn sống người mà phụ hoàng thấy hổ thẹn nhất là tập thái phi, phụ hoàng dặn dò chấm, nếu tập thái phi sau này có mất, phải truy phong người làm thái hậu, nhưng chấm tự biết ngày tháng không còn lâu nữa, chấm liền tôn người làm thái hậu trước, vì tỏ đạo hiếu, cũng là có lòng riêng, mong rằng chấm làm theo đúng ý của phụ hoàng, phụ hoàng ở trên trời có linh thiêng sẽ bảo vệ chấm vượt qua một ải này. Tập thái phi cả người run lên, tiên đế thật sự từng nói như thế sao? Vua không nói chơi, hoàng đế nói. Trong mắt tập thái phi ngấn nước mắt, há miệng, lại chỉ cảm thấy cổ họng bị một nhúm bông chặn lại, một chữ cũng không nói ra được bà ta hận rất nhiều năm oán rất nhiều năm thì ra trong lòng ông ấy luôn có bà ta là vì sự kiêu ngạo thành thói của bà ta cho nên ông ta luôn tức giận với bà ta mới sẽ lạnh nhạt với bà ta như thế có lẽ ông ta luôn đợi bà ta thay đổi nhưng bà ta luôn không có thay đổi lòng luôn mang oán hận hành sự ngang ngược ông ta nhất định rất thất vọng thái phi không tin sao hoàng đế hỏi tập thái phi lắc đầu không ai ra tin bà ta tin bởi vì bà ta không tin người đó sẽ không yêu mình, khi thành thân, mọi chuyện đều tốt, bỗng nhiên thì thay đổi. Chắc chắn là bà ta khiến ông ta lạnh tâm, quả thật, khi đó bà ta làm chuyện gì cũng quá cay nghiệt. Lộ công công buông thóng tay đứng đó, không có ngẩng đầu nhìn tập Thái Phi. Tận đáy lòng lại vô cùng buồn bã, Hoàng thượng tại sao tôn bà ta làm Thái Hậu, tự nhiên không phải là vì nguyên nhân này, mà tiên đế quả thật cũng chán ghét bà ta, đâu còn một chút ý yêu. Hoàng thượng tôn bà ta làm thái hậu, thứ nhất, là biết bà ta làm chuyện gì đều không màng hậu quả, dùng bà ta tới áp chế nhiếp chính vương phi. Thứ hai, nguyên nhân này, hoàng thượng sợ là cả đời đều sẽ không nói cho bất kỳ ai, nếu không phải là ông ta vừa khéo nghe được, chắc cũng không biết. Nguyên trí đại sư nói với hoàng thượng, kiếp nạn này của hoàng thượng, nếu có một người cao hơn hoàng thượng, có lẽ có thể vì hoàng thượng cản một kiếp này. Hoàng thượng sẽ không để ai biết, ông ta lại tin những lời này, ông ta đã tuyệt vọng cỡ nào mới tin cái gọi là đỡ kiếp này chứ? Người ngoài phỏng trừng, cho rằng Hoàng thượng muốn lôi kéo nhà mẹ đẻ của tập Thái Phi, thật ra, đâu cần phải lôi kéo chứ. Chỉ cần Hoàng thượng hạ lệnh một tiếng, nhà mẹ đẻ của tập Thái Phi sợ là nguyện ý vì ông ta liều mạng. Một Thái Phi không quyền không thế, không còn lại có được ân sủng. Vô duyên vô cớ được đề bạt lên, lại là vì loại lý do hoang đường này, nói ra ngoài, cũng không có ai tin. Lộ công công thấy tập thái phi vừa khóc vừa cười rời đi thì khẽ thở dài một tiếng, nếu bà ta vẫn là hoàng thái hậu, hoàng thượng chỉ sợ bệnh tình nặng hơn một chút thì sẽ giết bà ta rồi. Bà ta không chết, làm sao đỡ kiếp? Lộ công công phân phó người đi vào hầu hạ, sau đó, lui ra ngoài. Ông ta tới Đông Các, quỳ ở trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu. Ai ra còn chưa chết, Thái Hoàng Thái Hậu lạnh lùng nói. Thái Hoàng Thái Hậu, nô tài cầu xin người, cầu xin người đi khám cho hoàng thượng đi, hoàng thượng bệnh tình càng lúc càng nặng rồi. Lộ công công nghẹn ngào nói. lôi ra ngoài, thái hoàng thái hậu phiền chán nói. À, a xà cô cô đi tới, nhìn lỗ công công nói, ta nói người hà tất gì phải thế. đi thôi. Lộ công công cũng không đứng dậy, chỉ dập đầu, có điều lát sau, chán liền sưng lên. nô tài đi theo hoàng thượng nhiều năm, thật sự không nhẫn tâm. nô tài biết thái hoàng thái hậu giận hoàng thượng, nhưng hoàng thượng cũng là vì sinh bệnh. Mới trở thành như này, cầu xin Thái Hoàng Thái Hậu nể tình Hoàng thượng cũng là lớn lên bên cạnh người, hãy cứu Hoàng thượng đi, Thái Hoàng Thái Hậu ngay cả nô tài cũng chịu chữa, làm sao lại không cứu Hoàng thượng chứ? Thái Hoàng Thái Hậu không nhịn được cơn giận, hỏi ai ra hỏi ngươi, nếu ai ra chết rồi, hắn lúc này sẽ cầu xin ai? Cái này, Thái Hoàng Thái Hậu đứng dậy, lạnh lùng nói, người tới đây cầu xin ai ra cũng vô dụng, còn không bằng bảo hắn nắm bắt thời gian tìm được Vương Phi trở về, hoặc đi hỏi thử hắn đạo lý ai ra bảo hắn nghĩ hắn nghĩ hiểu chưa nói xong bà ta phất tay xoay người đi vào tầm điện a à, xà cô cô nói với lộ công công tiểu bao tử cùng ngươi hầu hạ hắn chết rồi phải không ngươi cảm thấy hắn là trung thành với hoàng thượng hay là trung thành với vương gia suy nghĩ cho kỹ nếu ngươi cũng trung thành giống như hắn người nên khuyên là hoàng thượng chứ không phải là thái hoàng thái hậu lộ công công chán nản nói nô tài từng khuyên nhưng hoàng thượng không nghe nô tài vậy thì bảo hắn tự mình tiếp tục. À, A cô cô nói lộ công công biết nơi này không cầu xin được rồi chỉ đành đứng dậy lặng lẽ xoay người đi ra ngoài. À, A cô cô nghĩ rồi gọi lại khoan đã lộ công công quay đầu cô cô còn có chuyện gì sao? À, A cô cô xoay đầu nhìn dảo bước đi ra từ trong tay áo rút ra một cái lọ nhét vào trong tay ông ta đè thấp giọng nói người cầm về bảo hoàng thượng uống thuốc này có thể ổn định hắn tạm thời. Lộ công công vô cùng vui mừng, thật sao? Còn nữa không? Cút, Asakoko xoay người đi vào rồi. Lộ công công biết không thể cưỡng cầu, tạm thời cũng tốt, tốt xấu gì có thể cấm cự tới khi tìm được vương phi là được. Asakoko đi vào điện trong, bèn thấy Thái Hoàng Thái Hậu lạnh mặt, bà ta cười trừ được rồi, được rồi, chỉ một lần như này, lần sau không cho nữa. Thái hoàng Thái hậu tức giận nói ngay cả ngươi cũng không biết dụng ý của ai ra sao ai ra nếu thật sự lạnh lòng như vậy thì sẽ không trở về đây không phải là không nhẫn tâm sao tốt xấu gì tốt xấu gì cũng là đứa trẻ ta từng bế bồng a cô cô nói chương 791 ở trong tay Nam Hoài Vương Thái Hoàng Thái hậu ở trong điện càng nghĩ càng buồn bực bèn dứt khoát nói tới ngự thư phòng đem sổ con gần đây qua đây cho ai ra a à, xà cô cô đã cười ta biết không kìm được mà cút thái hoàng thái hậu bị bà ta nhìn thấu hẹn quá hóa giận được ta cút cút đi cầm sổ con trong người a à, xà cô cô cười rồi rời đi thái hoàng thái hậu ngồi ở trong điện cảm thấy càng bực tức mở cửa sổ ra thấy mọi thứ trong điện nhưng dáng vẻ năm đó của bà ta chỉ là vật chuyển sao rời đã trôi qua rất nhiều năm mộ dung kình thiên mớ hỗn độn mà người để lại này thật khiến ai ra phiền lòng nếu lão thất không phải là cực giống người, ai ra thật sự lười quản. Bà ta lẩm bẩm nói một câu. Hoàng đế biết Thái Hoàng Thái Hậu bắt đầu hỏi chuyện triều chính, cả người đều đưa rồi. Bà ấy quả thật là có lòng muốn chấm thoái vị rồi. Nghĩ đến năm đó khi ông ta đăng cơ, bà ta chính miệng nói với ông ta, ai ra tin ngươi, biết ngươi nhất định sẽ là hiền quân một đời, nhưng ngươi nếu làm không được, ai ra sẽ đem ngươi từ trên đế vị kéo xuống. Chấm không phải là hiền quân sao? chấm tại vị, vì bách tính làm bao nhiêu chuyện, lão tổ tông người có nhìn thấy. Người chỉ nhìn thấy chuyện sai mà chấm làm, chấm làm một trăm chuyện công đức, không đủ bù đắp một chuyện sai lầm. Giả vương bị nhốt hai ngày thì được thả ra. Khi tới gặp Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu đã mắng một câu, thành sự không đủ bại sự có thừa. Hắn ta cười giống như đóa hoa, sau đó mặt dày cầu xin ân điển, liền xuất cung. A à, xà cô cô sau khi thấy hắn đi rồi, Kỳ quái hỏi Thái Hoàng Thái hậu tại sao cho phép hắn mặc kệ bất cứ chuyện gì trong chiều thế hiện nay đang là lúc dùng người hắn không quản ai quản thật sự trông chờ vào lão thái bà này Thái Hoàng Thái hậu nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn bà ta chẳng lẽ người của mộ dung gia bị lôi vào còn ít sao hắn muốn tẩy sạch chính mình không bị người ta nhớ tới vẫn là lão cửu thông minh Asako cô nói làm người của hoàng gia nếu không phải là vì cao nhất kia còn không bằng đừng thông minh. Thái Hoàng Thái Hậu nói, quả thật là như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu lần nữa chấp chính, gây ra một sự chấn động rất lớn trong chiều. Ít nhất, có thể chứng minh một điểm, đó chính là sức khỏe của Hoàng thượng rất không ổn rồi. Dạ vương không có tiếp tục hỏi chuyện triều chính, cũng không cần thượng triều. Ngày đầu tiên Thái Hoàng Thái Hậu hỏi chuyện triều chính, liền đem lương vương điện hạ sắp xếp tới binh bộ, đảm nhiệm chức binh bộ thượng thư, Binh bộ thượng thu trước đó điều tới nội các, giữ chức tả tướng. Đại Chu vốn chỉ có một vị thừa tướng, tự sau khi Hà Hoè quân chết, vị trí thừa tướng cũng bị gạt sang một bên, nhưng làm không lâu, hiện nay, Thái hoàng thái hậu phong một tả tướng, giống như đề bạt binh bộ thượng thư trước, nhưng thật ra là tước đại quyền của ông ta. Bởi vì, tả tướng tuy quyền lực lớn, nhưng phía trên có thái hoàng thái hậu đè, không động đậy được. Ngược lại giống như một bình hoa thái hoàng thái hậu tác phong nhanh nhẹn dứt khoát sau khi thăng chức cho lương vương làm binh bộ thượng thư liền lệnh người tới đại lương cầu thân muốn lấy con gái của thái tử đại lương ý nhi quận chúa chức binh bộ thượng thư này của lương vương làm càng phong quang hơn thái hoàng thái hậu có ý chỉnh đốn binh lực cho nên lương vương làm một bản tổng hợp phân bố lại linh lực của đại chu sau khi hoàng đế khỏi bệnh binh quyền đã từng xáo trộn hiện nay lại làm dối lên binh mã bên kia của nhiếp chính vương cũng phân tán các nơi. Bất cứ ai cũng nhìn ra được, Thái hoàng thái hậu là đang giữ lại thực lực cho Mộ Dung Khanh. Hoàng đế cái gì cũng không làm được, chỉ có thể dương mắt nhìn quyền lực đế vương của mình bị tước đoạt. Ông ta biết, lão tổ tông là dùng cách này ép ông ta không thể không thoái vị. Ông ta không thể nhận thua nhanh như vậy, chỉ cần tìm được Hạ Thương Mai, lão tổ tông phải tuân thủ lời hứa của bà ta, mặc kệ người cứu ông ta là ai, chỉ cần ông ta có thể sống được, không cần phải thoái vị. Hoàng đế và Thái Hoàng Thái Hậu giống như đang giận, nhưng thật ra Thái Hoàng Thái Hậu không có tâm tư này, quả thật cũng giận ông ta, nhưng đối với chuyện triều chính, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ không làm việc theo cảm tính. Một loạt quốc sách có lợi từng được đưa ra của Mộ Dung Khanh, Thái Hoàng Thái Hậu đều lấy danh hiệu của nhiếp chính vương ban bố xuống, bà làm như thế là vì Mộ Dung Khanh tích góp vốn lướng chính trị, tất cả mọi người đều biết là như nào, người trước đây dục dịch muốn giám sát và lật đổ đối với Mộ Dung Khanh, lũ lượt áp sát trở lại nói tới thương mai cô là tỉnh lại ở trong một khách điếm khi tỉnh lại chỉ cảm thấy đầu óc nặng trịch lại không nhớ được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì người tỉnh rồi sao một giọng nói trầm thấp truyền vào trong tai của cô cô nhanh chóng ngẩng đầu buột miệng nói là ngươi bất ngờ không mặt của nam hoài vương từ từ cất lên nụ cười âm u thương mai ngồi dậy nhìn xung quanh ký ức từ từ xoay trở lại cô nhớ cô cùng linh lợi xuống núi khi tới lưng chừng núi thì nhìn thấy thương khâu và mấy người mặc đồ đen. Thương khâu nói với cô, biết tung tích của lão thất, cô đi qua, liền ngửi được một mùi hương, bỗng cảm thấy trời đất trao đảo. Sau đó, liền cái gì cũng không biết rồi. Cô bị hạ thuốc mê ngất đi. Người đã bắt ta, linh lợi đâu, thương mai bỗng hỏi. Không biết, có lẽ chết rồi, có lẽ còn sống. Nam Hoài Vương nhún nhún vai, bộ dạng thờ ơ. Ngươi, Thương Mai vô thức sờ cổ tay, sợi dây sẹo không cánh mà bay rồi. Không cần tìm, bản vương lấy đi rồi. Nam Hoài Vương nói. Người muốn làm cái gì? Thương Mai trầm giọng hỏi. Nam Hoài Vương đứng dậy, từ từ đi tới bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn sắc đêm bên ngoài, bóng lưng của hắn ta rõ ràng có chút cơ đơn, giọng nói cũng rất cô đơn, bản vương muốn mang ngươi về Nam Quốc. Hắn ta nói xong, từ từ xoay người, nhìn Thương Mai, người yên tâm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo bản vương, bản vương sẽ không làm khó ngươi. Thương Mai vén chăn muốn xuống giường, lại phát hiện toàn thân một chút sức lực cũng không có, cô vịn vào thành giường, ngươi hạ thuốc gì với ta? Yên tâm, không có tác hại gì với thai nhi của ngươi, chỉ sẽ khiến toàn thân ngươi không có sức mà thôi. Nam Hoài Vương u ám nhìn cô, lại cảnh cáo, nhưng, nếu ngươi dám dở cho gì, mạng của ngươi và mạng của đứa bé trong bụng ngươi, đều không giữ được. Thương Mai từ từ dựa vào bên giường, nhịn qua một cơn choáng váng, ta đã ngủ bao lâu rồi? Hai ngày. Trong lòng Thương Mai vô cùng lo lắng, lão thất mất tích rồi, bản thân lại bị bắt đi, trong kinh chỉ sợ sẽ loạn thành một mớ. Lão thất bây giờ rốt cuộc như thế nào, có rơi vào trong tay hắn ta hoặc hoàng thượng không? Cô nhớ lại trước khi xuống núi, liền biết Thái hoàng thái hậu đã trở về rồi, nghĩ bà ấy thần thông quảng đại như vậy, liền tự mình an ủi mình, lão thất chắc không sao. Ngược lại là bản thân, phải ứng đối với Nam Hoài Vương này, cô bây giờ không phải là một mình, trong bụng còn có một đứa trẻ. Cô nghĩ rồi thì hỏi, người mang ta về Nam Quốc làm cái gì? Nam Hoài Vương yên lặng nhìn cô, nói tự nhiên là muốn đoạt lại Nam Quốc. Dù không mang theo ta, bản thân ngươi trở về cũng có thể cầm lại được Nam Quốc. Thương Mai nói, giữ ngươi ở trong tay, trong lòng bản vương mới có chút vững tin. Hắn ta chắp tay với Thương Mai, thất tẩu lượng thứ một chút người phối hợp bản vương sẽ không khiến người chịu tội người hận ta thấu xương liệu sẽ không làm khó ta sao thương mai không tin người còn có giá trị lợi dụng bản vương luôn tôn trọng người hữu dụng thương mai nhìn gương mặt âm trầm tới cực điểm đó của hắn ta cảm thấy hắn ta nếu như nổi giận còn khiến cô không sợ hãi như vậy ít nhất là bình thường thất tẩu cố gắng nghỉ ngơi người tỉnh lại thì bản vương an tâm đi nghỉ ngơi rồi nam hoài vương nói xong liền xoay người đi ra ngoài. chương 792, phân bố binh quyền. Thương Mai sau khi thấy hắn ta đi rồi, từ từ bò xuống giường, ngồi ở trước bàn, rót một ly nước uống, mới cảm thấy môi lưỡi không có khô khốc như vừa rồi. Cô hôn mê hai ngày, chứng minh hai ngày không có uống giọt nước nào, một hạt cơm cũng không có vào bụng, cho dù không có bị người ta bỏ thuốc mê, cũng sẽ không có một chút sức lực nào. Sau khi uống nước, cô nghỉ ngơi một lát, đưa tay sờ túi châm của mình, lại chống không túi châm bị bọn họ lấy đi rồi không có túi châm không có sợi dây sẹo cô liền mất đi năng lực tự cứu và tự vệ may mắn không có túi châm cô vẫn là một đại phu biết huyệt vị không cần dùng châm cũng có thể kích thích nhưng hiện nay chưa ăn cái gì cô cũng không có sức đi ấn huyệt vị có người không cô gọi một tiếng ngoài cửa liền có người mở cửa vậy mà là thương khâu hắn ta đi vào chắp tay hỏi vương phi có gì căn dặn ta đói rồi, muốn ăn cơm, thương mai mệt lả nói. Thương khâu cười nói, vương phi yên tâm, vừa rồi vương ra khi đi ra, đã lệnh người chuẩn bị rồi, vương phi đợt một lát thì có thể ăn rồi. Cảm ơn, thương mai nhìn hắn ta, hỏi, nơi này là nơi nào? bẩm vương phi, đây là Loan Thành. Loan Thành sao? Thương mai sững ra, không phải là nói về Nam Quốc sao? Tại sao lại tới Loan Thành? Loan Thành và Nam Quốc một ở phía đông, một ở phía nam căn bản không cùng phương hướng tuy nói trái đất là hình tròn cuối cùng có thể tới nhưng hà tất gì phải lãng phí thời gian lãng phí hành trình vậy thương khâu cười nói là về nam quốc tới loan thành an toàn hơn một chút thương mai hiểu rồi bọn họ là cố ý đi vòng bọn họ về nam quốc rất nhiều người đều sẽ đoán được nhưng bọn họ không đi đường tới thẳng nam quốc mà vòng sang phía đông đi một vòng lớn người tìm cô ở nam quốc nếu đợi không được cô chắc chắn tưởng rằng đoán sai sẽ không ở lại lâu, nhất định sẽ đi xung quanh tìm cô. Vương Phi, nếu không có căn dặn gì khác, tại hạ ra ngoài trước. Thương Khâu nói, Thương Mai bỗng gọi hắn ta lại, trước tiên không cần vội, người cùng ta nói chuyện đi. Thương Khâu mỉm cười nhìn cô, Vương Phi, nếu muốn từ trong miệng của tại hạ hỏi được cái gì đó, là không thể đâu. Ta biết, ngươi là một người thông minh, yên tâm, ta chỉ muốn biết phu quân nhà ta có ở trong tay vương gia các ngươi không không có thương khâu nói không có sao thương khâu nói điểm này không cần thiết phải giấu giếm vương phi chúng ta quả thật phái người đi rồi nhưng không bắt được vương ra chúng ta là việc sắp thành thì lại hỏng thương mai thầm sinh nhi nếu lão thất không rơi vào trong tay của nam hoài vương chẳng lẽ là rơi vào trong tay của hoàng thượng nếu như dựa theo trước đó mà suy đoán hoàng thượng đối phó lão thất là vì ép thái hoàng thái hậu trở về vậy mục đích của ông ta đã đạt được lão thất chắc an toàn rồi vương phi hoàng thượng cũng không bắt được vương gia thương khâu dường như biết được suy nghĩ trong lòng cô trực tiếp nói thương mai vô cùng kinh ngạc không có rơi vào trong tay của hoàng thượng sao phải khi chúng ta rời kinh hoàng thượng đã phái ra một lượng lớn binh mã đi tìm tung tích của nhiếp chính vương vì thế chúng ta phỏng đoán vương gia cũng không có rơi vào trong tay của hoàng thượng trong lòng thương mai rất loạn nếu lão thất không rơi vào trong tay của hoàng thượng hắn nếu thoát ra ngoài thì nhất định sẽ trở về hàn sơn tập hợp với cô nhưng hắn lại mất tích rồi chỉ có hai khả năng một loại khả năng là chết rồi một loại khả năng khác chính là trọng thượng không biết tìm nơi nào trốn đi rồi nhưng như những gì thương khâu nói nam hoài vương đã phái người ra ngoài hoàng thượng cũng phái người tìm hắn hắn phải trốn đi đâu có dễ dàng hiện nay chỉ sợ trong kinh sớm đã bị lật tung nếu hắn có sức cầm cự thoát ra cho dù không tới trần phủ cũng nhất định sẽ tới phủ lễ thân vương nếu không hắn đâu còn có nơi nào ẩn thân lòng nóng như lửa đốt liền cảm thấy trong bụng đau nhói một trận cô vô thức đưa tay giữ chặt trên mặt xuất hiện nét đau khổ vương phi giữ gìn sức khỏe việc gì cũng nghĩ cho đứa bé trong bụng thương khâu khuyên thân thể cô vốn suy nhược mang thai rất không dễ dàng hiện nay còn chưa được ba tháng Thai nhi bất cứ lúc nào cũng có khả năng xảy. Đứa trẻ này đến không dễ, cô không thể mất như vậy được. Nếu không sẽ có lỗi với lão thất. Nghĩ tới đây, Thương Mai cố gắng hít thở, sắc mặt trắng bệch, xua xua tay không có sức. Tiên sinh có thể giúp ta kê một toa thuốc an thai được không? Tự nhiên là có thể, Thương Khâu nói. Làm phiền rồi. Thương Khâu đi tới, đỡ cô đi tới bên giường, tại hạ hiểu chút y lý, Phương Phi hiện nay nên cố gắng nằm trên giường nghỉ ngơi mới được số thuốc mê đó tuy nói không có tác hại với thai nhi nhưng dù sau hai ngày không được ăn cái gì cơ thể cực kỳ suy yếu nên nằm trên giường thương mai chỉ cảm thấy bụng đau nhói từng cơn trong lòng cô rất kinh sợ nhưng cũng không biểu lộ ra chỉ lịch sự nói cảm ơn thương khâu bố trí ổn thỏa cho cô liền xoay người đi ra căn dặn người đi bốc thuốc lại qua khoảng một nén nhang thì có một thiếu nữ mặc quần áo màu xanh bê một cái cháo nhỏ đi vào Thiếu nữ áo xanh đó đi thẳng tới bên giường, nói: "Vương phi, tiên sinh căn dặn nô tỳ bê cháo vào, nói vương phi lâu rồi chưa ăn gì, nên ăn đồ ăn mềm như cháo mới không hại tới dạ dày." Thương Mai đưa tay cầm lấy, lại không ngờ, ngay cả sức cầm bát cháo cũng không có. Thiếu nữ áo xanh nói: "Vương phi, ta đút cho người ăn." Làm phiền rồi, Thương Mai chỉ có thể làm một phế vật. Thiếu nữ áo xanh hình như chưa từng hầu hạ người khác, khi đút Thương Mai ăn cháo, động tác rõ ràng vô cùng gượng gạo thương mai nhìn tay của nàng ta trên mu bàn tay có vài vết sẹo hơn nữa làn da rất thô giáp ngược lại giống như một người luyện võ người tên là gì thương mai làm quen với nàng ta thiếu nữ đó nói ta tên lục y lục y cô nương là người hầu hạ vương ra sao lục y ngược lại thành thật ta trước không phải là người hầu hạ vương gia chỉ là hiện nay ở bên ngoài lại mang theo vương phi bên cạnh vương gia không có gia quyến nữ và a hoàn liền để ta đến hầu hạ người. Nàng ta không có tự xưng nô tỳ, nghĩ lại, quả thật không phải là người hầu hạ. Nếu không phải là nô tỳ, chính là người làm việc, vậy nàng ta nhất định biết nội tình. Thương Mai cũng không vội, tránh để lộ tâm tư dẫn tới sự cảnh giác của nàng ta. khi vi cung, A à, Sa cô cô từ sau khi cho hoàng đế một viên đan dược, tinh thần ông ta tốt hơn một chút, mỗi ngày đều tới Đông Các Thỉnh An, nhưng thái hoàng thái hậu quá nửa không gặp ông ta có gặp cũng chỉ là để ông ta dập đầu xong thì mau cút. Ngày Tết Trung Thu, ông ta cố tình lệnh công nhân chuẩn bị ra yến, nói muốn ăn một bữa cơm với lão Tổ Tông. Nhưng, Thái Hoàng Thái Hậu không có góp mặt, chỉ ở Đông Các vì tiện ăn chút gì đó, ông ta bất đắc dĩ, lệnh người đem đồ ăn đưa tới Đông Các, toàn bộ bị Thái Hoàng Thái Hậu thưởng cho bên dưới, để đám nô tài ăn. Mà buổi chiều sớm sau Tết Trung Thu, Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng ấn định phân bố binh quyền, trong tay các quân hầu tướng quân lần lượt nắm giữ 5 vạn binh mã, số còn lại do binh bộ thượng thư quản lý, binh bộ thượng thư là lương vương, như thế, tương đương binh quyền là bị hắn cầm chặt trong tay. Binh quyền, luôn là giới hạn của hoàng đế, nhưng thái hoàng thái hậu luôn động vào giới hạn của ông ta, vốn tưởng rằng mượn lần ra yến này, có thể dung hòa mối quan hệ với lão tổ tông, không ngờ lão tổ tông lại lòng giả dạ sắc đá như vậy, ông ta cuối cùng cũng nổi giận rồi. Tối ngày 18, ông ta ở cung càng nghĩ càng cảm thấy uất ức, liền khoác áo choàng đi tới Đông cát. Ngủ rồi, hoàng thượng ngày mai hẵng tới dập đầu, a à, xa cô cô cản ông ta ở ngoài cửa. Hoàng đế tối sầm mặt, nếu thái hoàng thái hậu không gặp, chấm liền quỳ ở đây cả đêm, quỳ tới khi nào thái hoàng thái hậu gặp chấm mới thôi. Hà tất gì phải vậy, người biết thái hoàng thái hậu là người ăn mềm không ăn cứng, nhiều năm như vậy, còn không hiểu thái hoàng thái hậu sao. Trở về đi, đừng làm khó chính mình. A cô cô nhẫn nại nói. A à, cô cô cũng là sợ ông ta ép Thái Hoàng Thái Hậu tới suốt ruột, vị đó một khi nổi giận thì không còn nhân phẩm gì rồi. Sự tình nháo căng thẳng, đối với ai cũng không tốt. chương 793, chó cùng rứt rậu. Hoàng đế ngẩng đầu, nhìn A à, cô cô, cô cô, người không cần nói nữa, chấm hôm nay bất luận như nào đều phải gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Vậy ngươi là quyết định thoái vị rồi sao? A cô cô hỏi chấm không thoái vị ông ta từng nghĩ rồi ông ta hiện nay đang tuổi trẻ khí thịnh sẽ không đem hoàng vị cho bất kỳ ai ông ta không thể thoái vị cho dù là làm thái thượng hoàng cũng không được vậy người gặp thái hoàng thái hậu cũng không có kết quả tốt gì vẫn trở về đi à, a cô giọng điệu cũng lạnh đi tại sao nhất định muốn chấm thoái vị chứ chấm chỉ muốn hỏi thái hoàng thái hậu một câu ép chấm như thế có xứng với tổ tiên của mộ dung ra không hoàng đế đột nhiên đanh giọng nói một cái bát sứ men trắng từ trong điện bay ra, choang, một tiếng, liền vỡ thành mấy mảnh, kèm theo tiếng thở dốc, Thái Hoàng Thái Hậu tức giận nói, lăn vào đây. Tay của Hoàng đế, rõ ràng run rẩy, sau đó quỳ đi vào. Trong điện, Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở trên ghế, một gương mặt phủ đầy băng xương, đáy mắt bắn ra lửa giận ngập trời, bà ta phủ đầu hỏi, người ngược lại nói thử, ai ra ép ngươi như nào. Rồi làm sao không thể ăn nói với tổ tiên của mộ dung ra. Hoàng thượng đau thương nói: "Lão tổ tông, ta là người mà người nhìn lớn lên, người sao có thể dương mắt nhìn ta chết?" Rồi như nào, Huệ tổ và phụ hoàng ngươi đều là người mà ai ra nhìn trưởng thành, bọn họ sẽ không biết ai ra có thể cứu bọn họ sao? Bọn họ từng có nửa phần cầu xin ai ra chưa? Thế gian này, ai sẽ không chết chứ? Dựa vào đâu ngươi lại là người đặc biệt? Ngươi hiện nay không muốn chết, 10 năm sau thì sao? 20 năm sau thì sao? người tóm lại rồi sẽ tới lúc phải chết, đến lúc đó người cầu xin ai. Hoàng đế ương ngạnh nói, chấm chỉ biết, cho dù là bách tính trong nhà bình dân bị bệnh, trong nhà thả táng ra bại sản cũng phải cứu chữa, tại sao người có thể nhẫn tâm như vậy? Nhẫn tâm, so với ngươi, ai ra nhẫn tâm gì chứ? Được, nếu ngươi đã muốn biết tại sao, vậy ai ra nói cho ngươi biết, từ ngày ngươi sinh ra, ai ra đã biết tuổi thọ của ngươi, ai ra có thể vì ngươi kéo dài tuổi thọ, nhưng, tiền đề là ngươi không thể là hoàng đế, ai ra vào lúc ngươi hiểu chuyện, đã từng vài lần hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý bình thường cả đời không? Ngươi nói không nguyện ý, ngươi muốn làm hoàng đế, mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, ngươi nếu đã chọn làm hoàng đế, lựa ở nơi lạnh nhất thì phải thản nhiên chấp nhận số mệnh của bản thân, cho dù là hiện nay, ai ra hỏi ngươi có nguyện ý thoái vị không, cũng là đang cho ngươi cơ hội, nếu ngươi thoái vị, không phải là đế vương, ai ra cứu ngươi, còn không tính là hành vi trái lẽ trời, nhưng người một bên muốn đế vị, một bên lại muốn sống lâu trăm tuổi, đâu có chuyện dễ dàng như vậy. người cũng nghĩ ở đây làm loạn, ép điên ai ra, kết cục của người sẽ càng thảm. hoàng đế khẽ lắc đầu, tất cả đều là lão tổ tông lời qua loa lấy lệ với chấm, chấm không tin. nếu lão tổ tông có thể kéo dài tuổi thọ cho chấm thì việc gì phải kéo theo cả đế vị chứ? chấm đã đăng cơ làm hoàng đế nhiều năm như vậy, cái này không liên quan tới tuổi thọ mọi thứ đều không có liên quan tới tuổi thọ, chấm cho rằng, chỉ cần lão tổ tông nguyện ý cứu chấm, chính là phúc khí của bách tính đại chu, chỉ xem lão tổ tông có thật sự thương yêu chấm không. Thái Hoàng Thái Hậu tức tới nỗi bật cười, người ngược lại nhắc bản thân rất cao, xem ra, nhiều ngày như vậy ngươi không những không có phản tình, ngược lại càng chấp mê bất ngộ. Hoàng đế trầm giọng nói, nếu lão tổ tông không nguyện ý cứu chấm, chấm cũng không thể miễn cưỡng, nhưng, chấm trước khi băng hà, sẽ hạ chỉ dùng tội thông địch giết chết nhiếp chính vương và an thân vương. Thông địch sao, sự giận dữ trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu bỗng thu lại, lộ ra một nụ cười, chỉ là hàm răng trắng đó, lại khiến người ta cảm thấy như gặp ác quỷ. Câu kết với Bắc Mạc, ý đồ nuốt trừng đại chu ta. Hoàng đế đè nén sự hoảng sợ trong lòng, dứt khoát nói. À, A sa cô, cô không nhịn được nói, người có chứng cứ. Không cần chứng cứ, lời của chấm, chính là thánh chỉ. Ông ta nói xong, lạnh lùng mỉm cười, dù sao, chấm đều sắp chết rồi, không kéo theo mấy cái đệm lưng thì làm sao cam lòng. Giang Sơn này, không thể rơi vào trong tay của hai người bọn họ. Người hận hai đệ đệ của ngươi như vậy sao? Thái Hoàng Thái Hậu rất lạnh lòng, một người tốt đẹp sao lại biến thành như này rồi? Bà ta ban đầu là thật sự mắt mù rồi. Nói thẳng, không hận, chấm vẫn quý bọn họ, nhưng chấm không thể để bọn họ trở thành tai họa của Đại Chu. Có hai người bọn họ ở đây, cuộc tranh đoạt đại chu này sẽ không ngừng lại thu lại vẻ mặt giả dối của ngươi lại đi ai ra nhìn mà buồn nôn thái hoàng thái hậu nặng nề thở dài người đánh chủ ý gì ai ra rất rõ ngươi chẳng qua là đang ép ai ra cứu ngươi vẫn là câu nói đó nếu tìm được thương mai nàng ta sẽ cứu ngươi nếu không tìm được nàng ta cái chết nằm trong tay lão bát ngươi cũng chết theo đi vậy thì lão tổ tông là quyết ý mặc kệ sống chết của lão thất và nhị đệ rồi sao Hoàng đế ép hỏi. Thái hoàng thái hậu bỗng bật cười, nhìn chằm chằm ông ta, hoàng đế, ngươi có phải cảm thấy ai ra không quản triều chính đã lâu, người trong triều chỉ nghe lời của ngươi, chứ không nghe lời của ai ra phải không? Hoặc cho rằng ai ra không thể giam lỏng một hoàng đế bị bệnh trong người. Lão Tổ Tông nếu nguyện ý cóng tội danh đảo loạn kỳ cương phép nước giết hại quân vương, chấm cũng hết cách. Hoàng đế lạnh mặt nói. Lời đã nói ra, nhưng trong lòng ông ta rất chắc chắn, bà ta sẽ không bà ta đời này, xem trọng nhất là lời hứa với nhiếp chính vương kình thiên. Hơn nữa ngôi vị hoàng đế này của ông ta, cũng là bà ta lúc đầu chính tay nâng đỡ, bà ta sẽ tự vả miệng mình sao? Nếu bà ta nguyện ý làm như vậy, sớm đã đem mọi thứ dẹp yên rồi, đâu cần ở trong cung nhiều ngày như vậy. Chỉ là, lần này, ông ta lại đoán sai rồi. Nghe thấy Thái Hoàng Thái Hậu từ từ nói với A Sà Cô Cô, lập chỉ, Hoàng đế đại chu bệnh nặng, ngự y đã hết cách, đã sắp ra đi quan viên từ nhất phẩm trở lên vào cung hầu lắng nghe di mệnh sắc mặt của hoàng đế khẽ thay đổi người lão tổ tông là muốn chấm chết thái hoàng thái hậu sắc mặt lạnh lùng nói không phải là ai ra muốn ngươi chết mà ngày chết của ngươi đã tới quan viên vào cung cũng sẽ không nghe được di mệnh của ngươi cái bọn họ nghe được đều là ý của ai ra có điều là mượn thánh chỉ của ngươi truyền ra mà thôi hoàng đế bỗng ngồi sụp trên đất sắc mặt trắng như tuyết đột nhiên cười ha hả như điên, cười tới mức mất kiểm soát hay, hay, lão tổ tông, người đã khiến trái tim của chấm lạnh giá. Ông ta từ từ đứng dậy, lảo đảo đi ra ngoài, lộ công công ở ngoài cửa nghe cũng khó chịu, liền vội đi tới đỡ, hoàng thượng. Cút, hoàng đế đẩy ông ta ra, ánh mắt như máu, giận dữ nói, chấm không cần bất cứ ai đỡ. Lộ công công thương thế vốn còn chưa khỏi hoàn toàn, hiện nay bị ông ta đẩy một cái như vậy, cả người lăn xuống thềm đá, chán rỉ ra máu tươi. Hoàng đế vội đi tới. Thật sự muốn truyền chỉ sao? A à, xa cô, cô hỏi. Thái hoàng thái hậu mặt mày lạnh lùng nói, người nói xem. A à, xa cô, cô không lên tiếng, cũng không hành động, chỉ mang vẻ mặt trầm tư. Lát sau, bà ta ngẩng đầu, người ép hắn như vậy, thiết nghĩ, hi vi cung này không quá một nén nhang thì sẽ bị bao vây. Ai ra chỉ là muốn biết, hắn có thể làm được tới mức nào. Thái Hoàng Thái Hậu rất giận dữ, bà ta cho ông ta cơ hội lần nữa, ông ta lại không từng trân trọng, nếu hôm nay không phải là nói muốn lão thất chôn cùng, bà ta sẽ không làm như vậy. Thoái vị, khó như vậy sao? Đế vị này, thật sự quan trọng hơn mọi thứ sao? Như A xà cô cô đoán, quả thật không tới thời gian một nén nhang, liền nghe thấy tiếng bước chân của lượng lớn cấm quân vang lên, đông các này, lúc này bị bao vây chặt chẽ. chương 794, đối đầu rồi. Người đi vào, chính là vạn húc trước đó được hoàng đế phái ra ngoài, chỉ là sau khi thái hoàng thái hậu trở về, hoàng đế liền điều vạn húc trở lại, giữ lại bên cạnh, sau đó phái lương thụ lâm ra ngoài. Con người của vạn húc này, tự cao tự đại, là người rất kiêu ngạo, đương nhiên cũng đều có vài phần bản lĩnh thật, vạn húc kế tục trường hồng kiếm của cao thủ hàng đầu võ lâm, được hoàng đế sử dụng sau nhiều năm không làm nên trò chống gì, vì thế rất mong lập công. Ngày hôm đó bị giả vương đánh một trận, là thất bại trong ải lập công đầu tiên trong cuộc đời của hắn ta. Vì để thoát khỏi sự nhục nhã trước đó, hắn ta phải càng thêm cố gắng. Vì thế, hoàng đế điều động hắn ta tới bao vây đông các, không để thái hoàng thái hậu ra ngoài, hắn ta thật sự cảm thấy lấy dao mổ trâu đi cắt tiết gà, bởi vì thái hoàng thái hậu không dẫn ai trở về cả, hai lão bà muốn hắn ta dẫn nhiều người đến như vậy sao? Nhưng, thánh chỉ là như vậy, hắn ta cũng chỉ biết làm theo. Có điều, ở trong cung nhiều ngày, hắn ta cũng thấy thủ đoạn làm việc dứt khoát nhanh gọn của vị Thái Hoàng Thái Hậu này, bà ta thượng chiều đối diện với bách quan, không chút sợ hãi, người nên mắng thì mắng, người nên phạt thì phạt, chỉnh đốn quân vụ, chính vụ, gần như không cần trước mắt liền có thể ra một quyết sách. Hắn ta cảm thấy, đây thuần túy là cuồng vọng, bà ta lâu không đụng tới chính sự, đâu biết thế cục hiện nay. Tùy tiện ra một quyết sách, phải bận chết bao nhiêu người. Nhưng, bà ta dường như không màng, mà những bách quan đó, tuy có oán thán lại không dám nói. Nghĩ đến đây, hắn ta liền định chút cục tức cho hoàng thượng, tiến vào trong điện, kiêu ngạo nói, vi thần thỉnh an thái hoàng thái hậu, hoàng thượng có chỉ, thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, nên nghỉ ngơi ở trong tầm cung giữ gìn tuổi thọ, nếu không có chuyện gì, xin thái hoàng thái hậu đừng ra ngoài. Thái hoàng thái hậu vừa lập xong một phần ý chỉ, thấy hắn ta đi vào, lại yên lặng nghe những lời hắn ta nói, khóe môi khẽ nhếch lên, nếu ai ra cứ muốn ra ngoài thì sao? vẫn mong Thái Hoàng Thái Hậu đừng làm khó vi thần, vi thần cũng là phụng chỉ làm việc. Vạn Húc nói, A xà Cô Cô ở cửa liếc nhìn, ừ hứ nói, Hoàng thượng thật là đại thủ bút, đối với hai lão bà chúng ta, vậy mà xuất động mấy chục cấm quân, đây không phải là bao vây chặt chẽ đông các rồi sao, đừng nói là người, cho dù ngay cả con ruồi cũng bay không lọt. Vạn Húc thấy bà ta dường như muốn cất bước đi ra, liền nói Cô Cô, mời trở về trong điện. A Sa xì một tiếng, giữ gìn tuổi thọ. Đây rõ ràng là giam lỏng. Nói như thế, bà ta lại cảm thấy không ổn, không phải là giam lỏng, chính là giam cầm rồi. Bà ta quay đầu nhìn Thái Hoàng Thái hậu, sao hả? Ta nói chúng rồi chứ, ngày mai cũng không cần thượng triều nữa. Nên thượng triều vẫn phải thượng triều. Thái Hoàng Thái hậu nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, cũng không để tâm tới vạn húc, đi thẳng vào điện trong. À cô đi theo vào, lập chỉ rồi chứ. Vạn húc lạnh lùng rút ra ngoài, nên thượng triều vẫn phải thượng triều. Bà ta có thể ra ngoài rồi nói. Vạn húc dẫn người, đích thân canh giữ một đêm ở ngoài đông các của Hi Vi Cung. Hắn ta ngược lại muốn xem, bà ta làm sao tới buổi chiều sớm ở Kim Loan Điện được. Trong đông các, cũng không có động tính gì, trong điện giường như rất sớm đã tắt đèn, cũng không thấy ai ra vào. Sáng hôm sau, lộ công công dậy từ rất sớm hầu hạ hoàng thượng Mạc long bảo, Công khai thách thức với Thái Hoàng Thái Hậu như vậy, không phải là điều ông ta muốn, nhưng ông ta đã hết cách. Những thần tử già trong chiều đó vẫn ủng hộ bà ta. Ông ta phải ở trên kim loan điện, tuyên bố từ giờ về sau, Thái Hoàng Thái Hậu không hỏi chiều chính nữa. Hiện nay Đại Chu không có quy tắc hậu cung không được phép can chính này, nhưng khi Tổ tiên khai chiều, đã từng lập ra, chỉ là từ khi Long Triển Nhan lập Huệ Tổ, quy tắc này của tổ tiên liền vô dụng, hiện nay, ông ta muốn thỉnh ra di chỉ của tổ tiên, áp chế long triển nhan. Hoàng thượng, người làm như vậy, chính là đồng nghĩa với việc xé rách mặt với Thái Hoàng Thái Hậu. Lộ công công chỉnh mũ quan cho ông ta, khẽ giọng nhắc nhở. Là bà ấy ép chấm, chấm còn chưa chết thì bà ấy trở về can thiệp triều chính, liệu ổn không? Mộ dung ra ta không có người rồi sao? Hoàng đế lạnh giọng nói. Lộ công công khẽ thở dài trong lòng, đây không phải là người ép bà ấy trở về sao? Lấy tính cách của Thái hoàng thái hậu, sao mà dễ dàng bị người ta uy hiếp được?" Truyền Vạn Húc, hoàng đế lạnh mặt nói. "Vâng, Lộ công công khom người đi ra." Lát sau, Vạn Húc sải bước đi vào trong điện, thần tham kiến hoàng thượng. "Đêm qua đông các có động tĩnh gì không?" Hoàng đế hỏi. Vạn Húc nói, "Bẩm hoàng thượng, bên phía Thái hoàng thái hậu không có bất cứ động tĩnh gì, hiện nay cũng còn chưa dậy." Hoàng thượng nhíu mày, chưa dậy sao? Thái Hoàng Thái Hậu nói hôm nay muốn chiều sớm, sao lại chưa dậy chứ? Vạn Húc đã cười, Hoàng thượng, Thái Hoàng Thái Hậu sợ là biết hôm nay là không tham gia được buổi chiều sớm, cho nên cũng trở nên lười biếng, tránh khó chịu. Ánh mắt của Hoàng đế lạnh lùng bắn qua, to gan. Thần sắc của Vạn Húc đơ ra, Hoàng thượng thứ tội, thần không phải là có ý này, thần chỉ là cảm thấy Thái Hoàng Thái Hậu là biết khó mà lui thôi, Thái Hoàng Thái Hậu trước giờ sẽ không biết khó mà lui, người trông chặt một chút, mặc kệ bà ấy dở cho gì, đều không cho phép bà ấy ra ngoài. Vâng, thần biết, vạn húc đáp. Ra ngoài đi. Vạn húc chắp tay đi ra. Hoàng đế nhìn dáng vẻ của mình trong gương đồng, cảm thấy nốt ban đỏ trên mặt giường như nhạt đi một chút, nhưng vẫn rất rõ. Ông ta truyền lộ công công, người giúp chấm che nốt ban đỏ trên mặt, như này quá rõ rồi. Ông ta không thể để bách quan biết, bệnh tình của mình nặng hơn, hiếm khi được dùng đan dược, tinh thần tốt hơn một chút, ông ta phải nhân ngày hôm nay làm xong chuyện mà ông muốn làm. Lộ Công công giảm chút phấn cho ông ta, nhưng cũng không thể che đi nốt ban đỏ, chỉ hơi nhạt màu đi. Hoàng thượng, có lẽ có thể tìm được Nhiếp chính Vương phi, người không cần nóng lòng để xảy ra xung đột với Thái hoàng Thái hậu nữa. Lộ Công công không nhịn được lại nói. Hoàng đế lạnh mặt liếc nhìn ông ta, ngươi là cảm thấy chấm không áp chế được Thái hoàng Thái hậu phải không? Không phải, nô tài không phải có ý này, nô tài chỉ là cảm thấy, nếu thật sự chọc phiền Thái Hoàng Thái hậu, vậy long thể của hoàng thượng phải làm sao đây?" Lộ Công công lo lắng nói. Hoàng thượng vẻ mặt buồn bực, hết cách rồi, trái tim của Thái Hoàng Thái hậu là sỏi đá, chấm bất luận làm như nào, bà ấy đều sẽ không cứu chấm, nực cười khi chấm cho rằng sau khi bà ấy trở về, ắt sẽ tức giận với chấm, nhưng cuối cùng sẽ không thấy chết không cứu bà ấy hiện nay ngay cả mạng của lão thất cũng không màng rồi, chấm nếu như không dặn dò xong chuyện về sau, chỉ sợ Giang Sơn này. Ông ta nói như này, lại không cảm thấy vui vẻ, làm như này, ý nghĩa ở đâu. Ông ta chết rồi, đế vị mặc kệ rơi vào trong tay của ai, lại có liên quan gì tới ông ta. Dù sao sẽ không là người khác họ, Giang Sơn này cũng không có dễ hướng. Hoàng thượng, không bằng, lộ công công cuối cùng đã đi theo ông ta nhiều năm, đoán ý qua lời nói và sắc mặt, biết ông có dao động, không bằng, nhận sai với Thái Hoàng Thái Hậu, sau đó. Thái Hoàng Thái Hậu trước đó không phải từng tiết lộ, Tam Hoàng Tử căn cơ Thái Hoàng Thái Hậu cũng đồng ý sao? Tam Hoàng Tử sau khi đăng cơ, người vẫn là Thái Thượng Hoàng, mọi thứ đều không thay đổi. Ông ta tự nhiên không dám nói ra hai từ thoái vị. Hoàng đế trầm mặc dây lát, ngẩng đầu kiên định nói, không, chấm sẽ không thoái vị. Tam Nhi đăng cơ, ông ta quả thật là thái thượng hoàng, nhưng đừng quên, mộ dung khanh vẫn là nhiếp chính vương, ông ta trước đó đã quên điểm này. Long bảo ông ta khoác trên người, hiện nay, đã không đơn giản chỉ là chuyện đế vị nữa rồi, ông ta chỉ muốn nói với bà ấy, bà ấy đã không phải là thái hoàng thái hậu của năm đó, bà ấy không thể chỉ tay che trời. Ông ta xảy bước đi ra, lộ công công hô một tiếng, hoàng thượng khởi giá. chương 795, bước hắn thoái vị. Hắn bước lên kiệu, vừa ra tới cửa điện hy vi cung thì thấy đám người mặc đồ đen xông tới phong kín cổng hy vi cung hoàng thượng người áo đen cầm đầu bước tới lại là tôn công công trước đây hầu hạ hoàng thái hậu người thật to gan lại dám cản đường thánh giá vạn húc tức giận nói tôn công công mỉm cười hoàng thượng bớt giận thái hoàng thái hậu đã đi thượng triều lão nhân ra có lệnh trước khi hạ triều kêu hoàng thượng ở lại trong cung tĩnh dưỡng cơn giận bùng lên trong lòng hoàng đế yết hầu liền có vị thanh quen thuộc, trước mắt tối đen, như sắp hôn mê. Vạn húc lại cười lạnh, hồ ngôn loạn ngữ, thái hoàng thái hậu luôn ở đông các, chưa từng ra ngoài. Tôn công công dơ phất trần, nhàn nhạt nhìn vạn húc, vạn đại nhân hỏa nhãn kim tinh, cũng không hẳn là có thể nhìn thấy toàn bộ đông các. Bản tướng phái người canh giữ các lối ra ở đông các, trừ phi thái hoàng thái hậu biết xuyên tường, nếu không thì tuyệt đối không thể rời đi. Vạn húc chắc chắn nói hoàng đế nắm chặt thanh vịn trên kiệu, mở u bàn tay trắng bệch, thở hổn hển đuổi đi. Tôn công công mỉm cười, hoàng thượng, hà tất phải cương với thái hoàng thái hậu. Hắn khẽ nghiêng người, để hoàng đế nhìn rõ người sau lưng hắn. Hoàng đế không nhìn kỹ, vạn húc lại kinh hô một tiếng, nhảy bật ra sau, ngồi phịch xuống đất. Những người áo đen đó lại đều là chân không chạm đất, chỉ là áo bào hơi dài, nếu không nhìn kỹ thì nhìn không thấy mà thôi. Vạn húc sợ hãi, vì hắn từng nghe tổ tông nói, chiến tướng của Tiền Châu, Bạch Kinh giả từng có được một đội âm binh, tên giả lang quân, ai nấy đều khinh công lợi hại, trước trận giết địch là bay tới, gần như không ai có thể địch lại. Nhưng mà, sau khi Tiền Châu vong quốc, âm binh bèn không rõ tung tích, chẳng lẽ, chẳng lẽ lại bị Thái Hoàng Thái Hậu đoạt được. Nhưng mà, giả lang quân binh mã dũng mãnh như vậy, sao lại bằng lòng bị một nữ nhân thống lãnh. Chuyện này thực sự quá huyền ảo sắc mặt hoàng thượng dần trở nên trắng bệch mất đi huyết sắc hắn làm sao lại cho rằng hắn có thể đối chọi với thái hoàng thái hậu chứ vạn húc quỳ trên mặt đất nhìn hoàng đế lắc lư muốn ngã sợ hãi nói hoàng thượng hoàng đế mặt như cho tàn từ từ xoay người dưới chân vấp một cái trực tiếp nhào xuống đất khi vi cung lập tức hỗn loạn vạn húc thật sự nghĩ không ra thái hoàng thái hậu làm sao ra ngoài hắn cả đêm đều canh giữ cẩn mật không ai có thể thoát ra. Có phải vẫn còn ở Đông Các? Nghĩ tới đây, hắn đến Kim Loan Điện một chuyến. Trước điện, hắn nhìn thấy A Sà Cô Cô đang đứng đợi, đại thần đã đợi ở ngoài, có người cao giọng hô, Thái Hoàng Thái Hậu truyền bách quan thượng triều. Hắn kinh ngạc đến rất cầm, thật sự ra rồi. Lúc Hoàng đế tỉnh lại thì Thái Hoàng Thái Hậu đã thoái triều quay lại. Hơn nữa, quan viên nhất phẩm trở lên đều đang quỳ trước giường, đợi hắn tỉnh lại. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi bên giường, vươn tay khẽ vuốt ve tóc hắn, Hoàng đế, tốt hơn rồi sao? Lão Tổ Tông, hắn gọi một tiếng, giọng nói ngay cả chính hắn cũng nghe không thấy, hắn ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có, chậm rãi quay đầu đi, liền nhìn thấy lộ công công quỳ bên giường dọn dẹp máu trên mặt đất. Hắn ói rất nhiều máu. Bách quan bên dưới kêu khóc, Hoàng Hậu và Tần Phi đang quỳ ngoài điện, không có ý chỉ của Thái Hoàng Thái Hậu, không cho phép vào. Hoàng đế suy sụp nhìn Thái hoàng Thái hậu, hắn sắp chết rồi. Không cam lòng, không cam lòng. Thái hoàng Thái hậu khom xuống làm vẻ lắng nghe, nhưng nghe không rõ hỏi Hoàng đế, người nói rõ một chút. Lập ai? Bách quan nghe thấy câu này lập tức yên lặng lại. Hoàng thượng đang giao phó hậu sự. Lập ai làm Thái tử? Ý nghĩa rằng Hoàng thượng đi rồi, liền là Tân đế. Ai? Thái hoàng Thái hậu lại hỏi. Hoàng đế mở mở miệng, hắn muốn nói nhưng lại không nói ra được chữ nào. Chỉ là rèm chướng rỗ đất, mọi người nhìn không rõ hắn rốt cuộc có mở miệng hay không, chỉ mơ hồ nhìn thấy Thái Hoàng Thái Hậu ghé tai lắng nghe. Hoàng đế dùng hết sức lực toàn thân, kéo tay áo Thái Hoàng Thái Hậu, nói một câu gần như không thể nghe thấy, chấm, thoái vị. Thái Hoàng Thái Hậu khẽ vuốt tóc hắn, đáy mắt tràn đầy suy tư, bà ta đứng dậy, nói, Hoàng thượng có chỉ, lập tam Hoàng tử làm Thái tử, nhiếp chính vương giám quốc, đợi mùng 1 tháng 9, hoàng thượng thoái vị, thái tử đăng cơ, nhiếp chính vương vẫn nắm quyền nhiếp chính, phù trợ tân đế đến 18 tuổi. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bách quan lập tức gào khóc. Hoàng đế thoái vị, cũng có nghĩa rằng hoàng thượng băng hà, dù hoàng thượng có thể chống đỡ tới lúc đó, cũng sẽ thoái vị trở thành thái thượng hoàng, sau khi thái tử đăng cơ, nhiếp chính vương nắm quyền giám quốc, liền không cần thái thượng hoàng xử lý triều chính nữa. Hoàng thượng nghe tiếng khóc của bách quan, Hắn lặng lẽ nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, sức lực của hoàng thượng đã bị rút sạch, dù là hô hấp cũng cảm thấy phí sức. Sau khi Bách Quan lui xuống, Thái Hoàng Thái Hậu hạ lệnh, nhanh chóng làm lễ sắc phong Mai Quý Phi, vì tính hiệu suất, bà ta quyết định lễ sắc phong Mai Quý Phi và lễ sắc phong Thái Tử cử hành cùng lúc. Trong cung bây giờ đại cục đã định. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không ra tay cứu hoàng đế, mà là lại cho hắn một viên đan dược, để hắn đợi hạ thương mai quay lại vạn húc thay thế lương thụ lâm trở thành thống lĩnh cấm quân của hy vi cung lương thụ lâm liền thăng tam phẩm trở thành phó thống lĩnh cấm quân về phần thống lĩnh cấm quân do tiêu thác đảm nhiệm đồng thời thái hoàng thái hậu thăng tô thanh làm thần vũ tướng quân thống lĩnh tất cả binh vệ tuần tra trong kinh trưởng quản các cửa hoàng đế bị giam lỏng trong hy vi cung mai quý phi ở cạnh hầu hạ mai quý phi không lời oán hận dù hoàng đế bây giờ đã không còn bất kỳ quyền lực nào chỉ còn cái danh hoàng đế, nhưng thái độ nàng ta không chút thay đổi. Hoàng đế bị tước quyền, ngay cả vạn húc cũng đã lặng lẽ giấu hắn đi nịnh nó thái hoàng thái hậu, người đắc lực trước đây cũng đều rời đi, bây giờ tây các hy vi cung, ngoại trừ mấy cung nữ thái giám tam đẳng thì chỉ còn một mình lộ công công. Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, một hoàng đế chờ chết, trên đầu lại có thái hoàng thái hậu bị hắn đắc tội áp chế, hoàng đế xem như đã nếm được lòng người lạnh ấm. Một đế vương, vốn không cần trải qua những chuyện này, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu như đang so đo với hắn, dù là ai đối xử lạnh nhạt với hắn, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không làm chủ cho hắn, chỉ trơ mắt nhìn hắn chịu ủy khuất. Mà bất kể là Hoàng Hậu, hay đám người Lương Phi, không ai đến thăm hắn, chỉ sợ không cẩn thận một chút là đắc tội lão Tổ Tông, ngày tháng sau này sẽ không dễ dàng. Tính tình Hoàng đế trở nên cực kỳ tệ, dù Mai Quý Phi hết lòng hầu hạ, nhưng đổi lại không phải sự mắng nhiếc của hắn thì là lời nguyền rủa ác độc của hắn. Mai Quý Phi chỉ như không nghe thấy, nên hầu hạ thế nào thì làm thế ấy. Thậm chí, lúc bệnh tình Hoàng đế chuyển nặng, Mai Quý Phi đi cầu Thái Hoàng Thái Hậu đan dược, đút cho hắn. Lễ thân vương từng vào cung thăm hắn, huynh đệ hai người không nói một lời, lễ thân vương cũng lần đầu tiên biết được, có những người là nghe không vào đạo lý. Tráng tráng chưa từng tới, đáy lòng nàng ta vẫn luôn có oán hận, phần oán hận này đại khái sẽ luôn duy trì cho tới khi hắn chết hoặc là nàng ta chết mà Thái Hoàng Thái Hậu mỗi ngày đều sẽ cho A Sà Cô Cô tới một lần, nghe xem Hoàng đế nói gì, nhưng mà, Hoàng đế lại không nói một chữ với A Sà Cô Cô, sau khi A Sà Cô Cô quay về bẩm báo, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, đáy mắt ngày càng thất vọng. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 53